Thưa quý người Việt Nam của chúng ta có câu là sanh là ký tử quy, tức là chết có nghĩa là trở về. Nhưng mà trong cái câu mà ra đi có nghĩa quay về, ở đây chúng ta hiểu một cách khác đi, không nghĩa theo kiểu mà sanh ký tử quy như là người ta thường hiểu. Trở về ở đây là hình ảnh của một vị cư sĩ của Đức Phật sau khi thân hoại mạng chung sanh về cõi trời. Chúng ta biết là thì giờ ở cõi trời nó rất là dài so với cõi người, nhưng vị này vừa sanh lên cõi trời là bởi vì là bản thân là một vị Tu Đà Quần và một vị thiên tử, nên nhớ là ngay kiếp trước của mình và đã lập tức trở về cõi người, trở lại cõi người và trở lại nơi mà mình từng hộ pháp, nơi mà mình từng sống một cuộc sống ở trong chánh pháp, để nói lên cái tâm cảm của mình trước Đức Phật về niềm khoan hỷ, về tăng chúng và đặc biệt về một người mà đã trợ duyên cho mình và bồi dưỡng phúc chót. Thì người này không ai khác hơn là ông Cốc Cô Độc. Chúng ta nghe nhiều về vị này và có lẽ trong giây lát thì Thưa Tổ Pháp Tân, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay cũng sẽ trở lại nói về ông Cốc Cô Độc. Nhưng mà ông không phải trở về chỉ trở về chính ngôi chùa Kỳ Viên, mà ông trở về chính cái mảnh đất tâm linh của mình. Mảnh đất tâm linh đó thiện pháp, là chân pháp, là chánh pháp mà ông đã được thấm nhuần, ông được nghe, được hội, được hiểu và ông đã nói lên sự cảm kích. Bây giờ thì chúng ta lắng nghe bài kinh ngày hôm nay, sau đó thì sẽ thỉnh Thưa Tòa Hợp Tân dẫn giải rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Và thưa quý vị, Thưa Tòa Từ Siêu hôm nay không có khỏe, do vậy Thượng Tọa Từ Siêu không có vào những lớp học này được. Chúng tôi thay lời Thượng Tọa Từ Siêu để dẫn nhập, và sau bài giảng của Thượng Tọa Tân sẽ là phần thảo luận của chúng ta. Xin quý vị hoan hỷ đọc cho phần chính kinh. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn quý sít. Bài 10 kinh Anathabindika Cấp Cô Độc. Anathabindika Sức Tăng. Ra đi có nghĩa trở về, dẫn nhập. Cấp Cô Độc là một cư sĩ hộ pháp vĩ đại. Trong giờ phút lâm chung, ông không muốn làm phiền Đức Phật nên đã cho người đến nhà cung thỉnh tôn giả Sariputta để được nghe giáo giới. Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc Trung Bộ ghi lại cuộc hội kiến đầy xúc động và lợi lạc giữa vị cư sĩ khả kính này với bậc thượng thủ thinh văn đệ tử Phật. Ngay sau khi mệnh chung sanh vào cõi Tushita đau sức, thiên tử Cấp Cô Độc lập tức trở lại cõi người đảnh lễ Đức Phật và bày tỏ lòng tri ân với tôn giả Sariputta, thành tựu tính tâm bất thối, thân cận bậc chân nhân, nghe diệu pháp là đặc điểm mà các bậc thánh Tu Đà Hoàn luôn thể hiện cho dù sanh ở bất cứ cảnh giới nào. Theo sớ giải thì thiên tử Cấp Cô Độc, thiên nữ Visakha, thiên chủ Sắc Cá là ba vị thánh đệ tử Phật với nhiều công đức hộ pháp, có thời gian rất dài sống với quả phúc hiệp thế trước khi viên tịch Niết Bàn. Kinh văn: đứng một bên, thiên tử Cấp Cô Độc nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: đây là rừng Kỳ Viên, chỗ trú xứ thánh chúng, chỗ ở đấng Pháp Vương khiến tâm con hoan hỷ. Minh và tâm pháp, giới và tối thắng mạng, chính những diệu pháp ấy khiến chúng sanh thanh tịnh, không phải vì dòng họ, không phải vì tài sản. Do vậy bậc hiền giả thấy lợi ích chính mình, chánh giác sát tâm pháp, như vậy được thanh tịnh. Như ngài Xá Lợi Phất, tuệ giới và tịch tịnh, tỷ kheo đến bờ giác, ở đây là tối thượng. Bản hiệu đính: đây Kỳ Viên tịnh xá, thanh tịnh tăng cư ngụ, trú xứ của Pháp Vương, nơi khiến con hoan hỷ, thiện nghiệp
tuệ chân pháp, giới hạnh sống cao cả, thanh tịnh hóa chúng sanh, không phải dòng dõi sản nghiệp. Do vậy, bậc thiện trí biết lợi lạc cho mình, nghiêm túc chiêm nghiệm pháp, nhờ vậy tự thanh tịnh. Ngài Sariputta giới tuệ và an tịch, dù tỳ kheo giải thoát cao nhất chỉ ngang bằng. Thiên tử Anathabindika nói như vậy. Nói vậy xong, đảnh lễ Thế Tôn, thân phí hữu hướng về Ngài rồi biến mất tại chỗ ấy. Rồi Thế Tôn sau khi đêm đã qua, đêm ấy đã qua, liền gọi các tỷ kheo và nói: Này các tỷ kheo, đêm nay có thiên tử sau khi đêm đã gần mãn với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng Chetavana, đi đến ta, sau khi đến đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các tỷ kheo, vị thiên tử ấy nói lên bài kệ này trước mặt ta: Đây là rừng Kỳ Viên, chỗ trú xứ thánh chúng, chỗ ở đấng Pháp Vương khiến tâm con hoan hỷ, nghiệp minh và tâm pháp, giới và tối thắng mạng. Chính những diệu pháp ấy khiến chúng sanh thanh tịnh, không phải vì dòng họ, không phải vì tài sản. Do vậy, bậc hiền giả thấy lợi ích chính mình, chánh giác sát tâm pháp, như vậy được thanh tịnh. Như Ngài Xá Lợi Phất tuệ giới và tịch tịnh, tỷ kheo đến bờ giác, ở đây là tối thượng. Này các tỷ kheo, thiên tử ấy nói như vậy. Nói vậy xong, đảnh lễ ta, thân phí hữu hướng về ta rồi biến mất tại chỗ. Được nghe nói như vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, có phải vị thiên tử ấy là Anathabindika, gia chủ Anathabindika hết dạ tính thành đối với Tôn giả Sariputta? Lành thay này Ananda, cho đến những gì có thể đạt được nhờ suy diễn. Này Ananda, ông đã đạt được. Này Ananda, Anathabindika là vị thiên tử ấy. Thích văn: Ý đàn hí tăng chê tá quá năng, đây chính là Kỳ Viên tịnh xá. Ý xí sang găng nít xê quý tăng, nơi lui tới của tăng chúng thanh tịnh. Á quýt thăng thăm má ra chê ná, chỗ cư trú của đấng Pháp Vương. Bi tí sanh sàn giá ná năng mát má, điều này mang lại cho con niềm hoan hỷ. Cầm măng quý cha chá tham mồ chá, hạnh nghiệp sự hiểu biết chân pháp. Si lăng chi quý tá mút tá măng, giới hạnh chánh mạng tối thượng. Ê tê ná mắt cha su di hàn tí, thanh tịnh hóa chúng sanh. Ná gót tê ná thá nề ná hòa, chứ không phải dòng dõi sản nghiệp. Tasma hí pan đi tô bô sô, chính do điều này nên bậc thiện trí. Sam pát sang át thá mát tá nô, người thấy được sự lợi lạc cho bản thân. Yô ni sô quý trí nề tham măng, khéo léo chiêm nghiệm pháp. Ê quăng tá thá ví su giác tí, nhờ vậy thanh tịnh hóa chính mình. Sariputto wa panyaya, Sariputto wa panyaya, Tôn giả Sariputta là bậc trí tuệ. Silena uppasamena cha, giới hạnh và thanh tịnh. Yopi parangato bhikkhu, bất cứ tỳ kheo nào đạt đến giải thoát. Etawa Paramosiya, ở mức độ cao nhất chỉ có thể ngang bằng. Thích nghĩa: hai câu sau cùng, cho dù bất cứ vị tỳ kheo nào đạt đến đỉnh đích điểm giải thoát cao nhất cũng chỉ có thể đồng đẳng, không hơn được. Yopiparangato bhikkhu etawa Paramosiya là một cách nói xưng tán. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu hiệu đính và biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Và chúng con sau đây xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng cho nội dung bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nhá. Có lẽ đường truyền của Thượng tọa Pháp Tân đang bị trục trặc, xin quý vị chờ trong giây lát ạ. Dạ, con đã thấy Thượng tọa Pháp Tân vào room rồi. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng cho nội dung bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy nhá. Con xin được kính thỉnh sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Thằng Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tuệ Tri. Cùng Chư Tăng, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Khi nãy giờ cái đường truyền nó bị yếu, chúng tôi quay lại xài 4G, hy vọng là sẽ nói nghe được, cũng thấy cũng là nó cũng không được tốt nha. Thì lúc nào mà nghe được thì thôi, còn nếu không nghe được thì sĩ báo có cách để điều chỉnh tiếp nha. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Cái kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay đó là với cái tựa đề của bài học là Đa Đi, có nghĩa là trở về. Như Thượng tọa Giác Đẳng đã nói khi nãy đó, thường trong cái câu tiếng Việt chúng ta nói đó là sanh là ký, tử là quy, có nghĩa là chúng ta tạm ở đó rồi chết thì trở về. Nhưng mà thì thật ra thì cái câu này thì cái nghĩa trong cái bài học là chúng ta thấy cư sĩ ông Cấp Cô Độc là một vị thánh cư sĩ của Đức Phật. Thì trong đời sống hàng ngày ông đã tu tập bằng cái cách tu tập của một cái người cư sĩ, và sau đó thì ông bệnh chung để sanh về cõi trời đấu sức. Và sau đó thì ông đã trở lại để đảnh lễ Đức Phật. Cái nội dung là như vậy, để nói lên cái niềm hỷ lạc của mình đối với giáo pháp, đối với Đức Phật, đối với tăng chúng, đó là tôn ngài, ngài Xá Lợi Phất chẳng hạn. Trở lại cái điều đó là chúng ta thấy rằng đời sống của ông Cấp Cô Độc, Cấp Cô Độc là một vị cư sĩ rất là chuyên chú ở trong cái đường hành đạo của chính mình. Chúng ta học cái phần cuộc đời của Đức Phật hay là lịch sử Đức Phật qua những cái bài học mà gọi là Phật Pháp Căn Bản đó. Chúng ta cũng nghe nói đến cái việc mà chùa Kỳ Viên có được ông Cấp Cô Độc xây cất. Thì đó là một ông Cấp Cô Độc thì là một cái vị trưởng giả, nói như ngày nay như là một người giàu có về vật chất, giàu có hào sản về về đời sống tinh thần rất là lớn. Khi mà ông mua miếng đất đó từ Thái Cử Tử Kỳ Đà, ông mới cất cái chùa Kỳ Viên với điều kiện là mua miếng đất là trải vàng đến đâu để bán đất đến đó để mà xây cất cái chùa Kỳ Viên đó. Đó là mình nói chuyện của thánh cư sĩ Cấp Cô Độc. Thường là chúng ta được nghe hai cái vị cư sĩ, một bên được gọi là nam hay là một cận sự nam như là ông Cấp Cô Độc, và một bên đó là chúng ta nghe một nữ cư sĩ là bà Visakha, thánh nữ cư sĩ Visakha. Thì đó là hai cái nhân vật mà mình nói là rất là tiêu biểu ở trong hàng cư sĩ về cái cách hộ độ cũng như là sự hào sản của các ngài, của các vị đã đối với cái việc mà hộ trì Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo. Đời sống hàng ngày của ông Cấp Cô Độc đó,
Thì ở trong nội dung của bài kinh này được nói rằng khi mà ông Cấp Cô Độc mệnh chung thì về cõi trời Đấu Sức, sau đó trở thành một vị thiên tử ở cõi trời Đấu Sức, mới xuống người của mình, cõi nhân loại của chúng ta, để đảnh lễ năn hỷ của mình đối với giáo pháp, đối với Đức Phật, cũng như là đối với Ngài Xá Lợi Phất nói riêng. Bởi vì như là được biết đó, là ngay cả vào giờ phút cuối cùng ông cũng không muốn, mặc dù là chúng ta biết rằng cả đời để phục vụ cho Tam Bảo, phục vụ cho Tam Bảo. Nói lại đó là tức là ông đi đến cái đi đi đến Đức Phật để đảnh lễ Đức Phật, nói lên cái điều hoan hỷ đó. Thì lúc mà ông còn ở cõi người đó, thánh cư sĩ Cấp Cô Độc đó, ông Cấp Cô Độc đó, khi ở còn cõi người thì ông bất cứ lúc nào cũng là cái việc hộ trì bằng với cái cả niềm tin của mình. Từ lúc mà có tài sản rất là nhiều, hộ độ trong kinh mô tả lại có thể là kéo từng chiếc xe bò, xe ngựa, từ các cái thực phẩm, thức ăn, thức uống để hộ độ cho chư Tăng rất là nhiều. Hộ độ cho chư Tăng rất là nhiều. Và sau này nói là có lần là tài sản của ông không còn được nhiều, rồi ông cúng Đức Phật, cúng dường cho Đức Phật và chư Tăng á, thì những cái món mà mình thấy là rất là đơn sơ thôi, nhưng mà đó là bằng với cái tâm thành của một cái người niềm tin của một thánh cư sĩ. Có thể nói rằng có một số người nói rằng là do rằng ông cúng dường Tam Bảo, cúng Phật, dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng như vậy á, cho nên cái tài sản của ông bị khánh kiệt, không còn. Nhưng mà cái điều đó là do những người, một số người nhận xét như vậy. Nhưng mà đối với ông á, thì ông không thấy có cái gì mà thay đổi ở chỗ này. Tức là dù lúc có nhiều tài sản để hộ độ Tam Bảo, cho đến không còn tài sản nhiều để hộ độ Tam Bảo, ông vẫn là thể hiện một cái việc hộ độ Tam Bảo. Dù là những cái món ăn, những cái thức uống rất là đơn sơ, nhưng mà Đức Phật cũng đã có nhiều lần an ủi ông. Bởi vì nói rằng là đối với một cái vị mà một người cư sĩ nói riêng đó, và Phật người, một bậc thánh cư sĩ đó nói chung đó, thì cái niềm tin của các vị ấy rất là đặc biệt đối với Tam Bảo. Đối với Tam Bảo là có một lần thì khi mà tài sản ông bị, có một số người đó bị mượn mà không trả, mượn mà không trả, tức là những người khác đó, họ mượn mà không trả, thì thiên nọ đó có lỗi là ở trong cái căn nhà của ông, mà do rằng nói lên những cái lời mất thất tín, tức là một cái lời mà không có cái niềm tin đối với Tam Bảo, và ông đã thốt lên những cái lời là không cho cái vị thiên đó ở trong cái căn nhà của ông. Rồi sau đó là các vị thiên đó mới mắc với cái vị thiên mà đã nói lên những cái lời bằng cái việc mà mất cái niềm tin đối với Tam Bảo như vậy. Cho nên là ông, các vị đó nói rằng hãy nên đến mà để mà xin lỗi ông bằng cách là chuộc lỗi, là bằng cách là khiến cho những cái người thiếu nợ đó trả lại cái số tiền, số tài sản mà trước đây họ đã từng thiếu ông Cấp Cô Độc. Quả thật đã làm như vậy. Cái vị thiên đó đã xui khiến cho những cái người mượn nợ ông Cấp Cô Độc trả lại
và ông cô độc vẫn phải làm, vẫn phải làm cái việc hộ độ Tam Bảo. Thì trở lại cái câu chuyện ở trong cái bài kinh này đó, nói rằng ông cấp cô độc khi mà sắp sửa lâm chung á, sắp sửa lâm chung thì được có cái sự hiện diện của Ngài Xá Lợi Phất. Bởi vì mặc dù là suốt cả đời phụ Tam Bảo với cả cái niềm tin, bởi vì nhưng mà rồi đó thì khi mà Ngài Xá Lợi Phất mà ông cũng không muốn phiền Đức Phật, và ông chỉ lúc đó Ngài Xá Lợi Phất Ngài có mặt, mà Ngài nói về cái bài pháp mà trước khi ông lâm chung, nói về 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 vô thường, nói về cái sự chấp thủ của ngũ quẩn, nói về vô thường, nói về vô ngã, nói về sự, và ông giác ngộ thấy rõ những cái điều đó. Khi mà ông nói lên một điều đó là, ông Cấp Cô Độc nói lên một điều đó là, từ trước tới nay con chưa được nghe giáo pháp của một cái giáo pháp mà đặc biệt như thế này. Tức là chúng ta thường đó là để ý ở trong cái lời dạy nội dung giáo điển của Đức Phật đó, thì Đức Phật cũng tùy căn cơ vào mỗi người mà Đức Phật ngày thuyết pháp. Có những pháp mà mình cũng như mình nói là tuần tự pháp đó, nói thí, nói về trì giới, nói về quả báo của cõi trời, nói về sự xuất ly của phiền não, thì lần lượt như vậy đó, cái người mà nghe được pháp bố thí ông đã làm, cái việc trì giới ông cũng đã làm tốt, và cái việc mà làm để sanh cõi trời ông cũng đã tạo những cái phước lành, và cái điều cuối cùng là làm sao xuất ly được cái ngã chấp, xuất ly được những, để thấy được cái sự luân hồi là khổ đó, cho nên là mới có thể giác ngộ chứ quả vị thánh nhân, rồi mới có thể là thấy được những cái pháp cao siêu đó để đưa đến cái sự an lạc giải thoát. Cho nên ông thốt lên cái lời hoan hỷ là từ trước tới nay ông chưa từng nghe được những cái lời pháp nào mà nó sâu xa, nó đặc biệt như thế ấy, khi mà Ngài Xá Lợi Phất đến để mà giảng cho ông nghe trước khi ông mệnh chung, trước khi ông lâm chung. Thì khi ông lâm chung, ông trưởng giả cấp cô độc lâm chung để tái sanh cõi trời đấu sức, và sau đó trở lại để đảnh lễ Đức Phật, nói lên những cái lời hoan hỷ ở đây. Thì chúng ta thấy đó, ở đây đó thì khi mà gọi trong cái bản dịch đây đó là, đây là rừng kỳ viên, chỗ là thánh chúng, chỗ xứ chánh chúng, chỗ ở đấng pháp vương, khiến tâm con quan nhà. Ông nói như vậy. Rồi ông lại nói tiếp như thế này, ông nói nghiệp minh và tâm pháp và tối, và chính những điều diệu pháp ấy khiến chúng sanh thanh tịnh, không phải vì dòng họ, không phải vì tài sản, không phải vì tài sản. Chúng ta thấy rằng là ông cấp cô độc, ông trưởng giả cấp cô độc đó, đã trở thành một bậc thánh sau khi mà lâm chung. Trước khi lâm chung ông đã trở thành một bậc thánh, trở thành một bậc thánh, thánh tu độ vợ. Như vậy thì cái niềm tin của ông á, quý vị thấy rằng là tuyệt đối đối với Tam Bảo, tuyệt đối với Tam Bảo. Dù cái lúc nào cũng vậy, cái lúc mà tài sản có nhiều, trở thành một cái bậc trưởng giả nổi tiếng ở Sa Bà Thi chẳng hạn, ông cũng là cái người là một cư sĩ hộ độ Tam Bảo. Ông cũng là một người cư sĩ hộ độ Tam Bảo. Và cái sự hộ độ này đó là không phải chỉ có cái việc mà hộ độ bằng cái sự cúng dường đến với Tam Bảo không đâu, mà ông hộ độ bằng cái việc là tự thân mình khởi dựng cái niềm tin, tự thân mình giữ phẩm hạnh giới hạnh của một cái người cư sĩ, và luôn luôn có cái niềm tin đối với Tam Bảo. Cho nên nếu mà mình nói ở đây đó, thì đối với những cái người phàm phu á, thì cái niềm tin có thể bị thay đổi, hoặc có thể bị mai một, bị mai một và bị mất đi. Nhưng mà đối với các cái bậc thánh
đặc biệt là bậc thánh, mình nói bước chân vào dòng thánh, bậc thánh tu đầu quần đấy, thì các ngài đã có một cái niềm tin tuyệt đối. Cái niềm tin đó đó là nó có một cái ý nghĩa, đó là hướng đến cái đối tượng trong sáng, nghĩ Đức Phật là cái chỗ nương tựa, là một bậc thanh tịnh giải thoát. Giáo pháp của Đức Phật có công năng diệu dụng giúp được giải thoát, không có một sự thay đổi nào. Và tăng chúng là cái sự thanh tịnh, chẳng hạn như hình ảnh mà ông già Xá Lợi Phất chẳng hạn, đó là cái điều mà ông rất là quý kính. Ông rất là quý kính. Mình nói ở đây đó giống như là những cái pháp mà nói rằng là cái chỗ mà để nương tựa, cái chỗ để mà nương tựa, thì trước tiên đó là cái niềm tin của một con người được vững chắc, hay hoặc là nói cách khác tức là niềm tin của một bậc thánh được vững chắc không thay đổi. Giờ phút cuối cùng cũng vậy, mặc dù là nằm trên giường bệnh, cái sự yếu ớt của cơ thể, rồi cái sự không còn sức cơ thể đó, nhưng mà cái niềm tin đó nó không thay đổi, vẫn hướng về đối với Tam Bảo. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng ông Cấp Cô Độc nói là đây là rừng kỳ viên, ông nói lên những cái lời quan hỷ, đây là cái chỗ trú xứ của thánh chúng, đây là cái chỗ của đấng pháp vương, tức là chỉ cho Đức Phật, và đây cái tâm của con rất là quan hỷ. Và nói lên một điều đó là với cái hạnh nghiệp của mình làm, chúng ta thấy ở đây đó là một người mà có cái niềm tin đối với Đức Phật như, đối với tăng pháp giáo pháp như vậy, và đối với tăng chúng như vậy, thì dù gì đi nữa cũng không có thay đổi, không thay đổi bởi cái niềm tin đó. Cho nên là cái việc hộ độ của một người cư sĩ xứng đáng là một bậc thánh á, thì chúng ta thấy rằng bởi vì đối với bậc thánh á, thì cái niềm tin là tuyệt đối rồi. Nhưng mà cái sự hộ độ đó thì chúng ta thấy là dù hoàn cảnh nào thì bậc thánh á, là đáng ca ngợi, như là ông Cấp Cô Độc đáng ca ngợi. Dù là lúc tài sản có cho đến những cái lúc tài sản không có nhiều đi nữa, cũng thể hiện cái tấm lòng của mình. Ngoài cái việc mà tự thân mình thực hành lời dạy của Phật, giáo pháp của Đức Phật, và còn khuyến khích những cái người cùng chung với mình, tức là những người gia đình thân bằng quyến thuộc, hay là những cái người khác xung quanh cộng trú với mình, cũng đều khởi được một cái tâm thiện, thực hành được những cái thiện pháp ở trong đời sống của mỗi người, là như vậy. Và ông rất là hoan hỷ trong cái việc mà thân cận với Đức Phật và chư thánh, chư tăng đệ tử của Đức Phật, không có phân kẻ sơ hay là người. Và đối với một cái người mà chúng ta biết rằng là Phật pháp đó, thì khi mà mình thực hành á, nó cũng từng giai đoạn, qua từng giai đoạn. Ban đầu thì mình nghĩ rằng cái việc bố thí cúng dường, cái việc thực hành việc thí sát thí đó, việc bố thí đó rất là cần. Rồi đến sau đó là chúng ta lần lượt thực hành theo những khác, như là việc giữ giới, rồi như là việc để thanh lọc nội tâm, thanh lọc bằng cái sự chỉ quán ở trong đời sống tu hành của mình. Thì lần lượt vậy, giống như là cái bước đường đi của chúng ta cũng lần bước, cuối cùng thì chúng ta cũng qua từng cái giai đoạn như vậy, để rồi đi đến cái đích điểm cuối cùng, như là những nấc thang mà mình bước từ nấc thang 1 cho đến 2, 3, 4, 7 gì. Chúng ta tước bước qua từng cái bước thang như vậy, cuối cùng ta mới lên chót dốc của cái thang đó. Thì cũng như vậy, có nghĩa là khi mà mình bước qua đó, mình bắt ngang qua mà mình đi đó, mình bỏ nấc thang thứ 1, thứ 2, thứ 3 để là mình bước lên cái nấc thang thứ 7 không thì cũng không còn. Không phải như vậy, cái đường tu là như vậy. Giống như là Phật dạy ở trong kinh Dụ Lỗi Cây vậy đó. Cái người tu á, là đi tìm cái cốt lõi, cái nền tảng, cái cốt lõi là cái lý tưởng giải thoát cuối cùng.
nhưng mà cũng phải trải qua những cái chặng đường, trải qua những cái chặng đường, và các cái bậc thánh đều phải trải qua. Như là một vị nhìn cái hình ảnh của Ngài Xá Lợi Phất, ông Cấp Cô Độc nhìn cái hình ảnh của Ngài Xá Lợi Phất và suy xét lại chính mình, suy gẫm lại chính mình cái lời dạy của Đức Phật, suy xét lại cái lời dạy của Đức Phật, và phải thực hành giới được viên mãn. Tức là mình nói trên phương diện giới, tức là sự ngăn ngừa, ngăn ngừa trong sự chủ ý của chính mình, chủ tâm để tránh xa những điều đó, từ lời nói, từ hành cho đến thì chúng ta biết tránh xa những điều đó. Đó là những cái điều mà gọi là làm cho giới được 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 thanh tịnh, được thanh tịnh. Và mình á, đối với một người bình thường á, nhìn hình ảnh của tăng chúng, nhìn hình ảnh của tăng chúng, trong đó có hình ảnh của các vị thánh, hình ảnh của các vị thánh, mình nhìn cái hình ảnh của các vị thánh không phải là để chỉ nhìn, và mình nhìn ở đó tức là những cái hình ảnh mà để cho chúng ta noi theo, noi theo, nương tựa theo, để rồi đó là tự thực hành. Trong công, trong kinh Tăng Chi ấy, Đức Phật nói cái người người giữ giới đó, cái người giữ giới đó không phải như cái người chăn bò, không phải như cái người chăn bò, mà cũng tức là mỗi buổi sáng ra đó lùa bò cho chủ, lùa bò cho chủ đi ra cánh đồng để ăn, rồi chiều về bao nhiêu con đó về điếm rồi giao cho chủ, rồi mỗi tháng là lãnh được bao nhiêu đồng tiền lương, bao nhiêu cái quê hồng. Như vậy là được rồi. Thì cái người giữ giới á, ở mức mức độ thấp á, thì nó còn là như vậy, nhưng mà đến mức độ cao đó thì không phải là như vậy nữa. Mà Đức Phật Ngài nói là giữ giới như một bậc thánh, giữ giới như một bậc thánh, tức là tâm không dục nhiễm bất cứ một cái điều gì. Nó không còn là hoàn toàn là dựa vào cái hình thức từ bên ngoài, nó không phải sáo rỗng từ ở bên ngoài, mà ở nội tâm của các vị, biết tránh xa từ trong cái suy nghĩ của mình, tránh xa cái ác nghiệp từ trong cái suy, ý nghiệp bất thiện, rồi thân nghiệp bất thiện, rồi khẩu nghiệp bất thiện. Đó là cái giới của bậc thánh, nhìn hình ảnh của bậc thánh. Cho nên cái người tu á, là cái người mà biết thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật. Đó là cái việc giữ giới. Giống như chúng ta nói là trong kinh Tương Ưng ấy, thì Phật cũng có dạy đó là một người mà giống như các cái con sông đều xuôi về biển cả. Các con sông á, nước đó, nó đều xuôi nguồn về theo ra biển cả. Thì con người tu đó, đặc biệt là những người tu ở trong Phật đó, phải nương tựa vào Bát Chánh Đạo, hay là Bát Chánh Đạo, tức thánh, nương tựa vào chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì khi mà mình nương tựa đó để rồi mình xuôi niết bàn, muốn được giải thoát thì phải tu tập Bát Chánh Đạo, hay tu tập giới tăng thượng, định tăng thượng và tuệ tăng thượng. Nhiều lần chúng tôi có nói vấn đề này, thì có nghĩa là mình đang bận tu tập thì mình cũng nương tựa ở nơi giới để mà mình biết tránh xa, biết tránh xa. Mặc dù là cái tâm thiện đó, cái giới ở đây đó là nó sanh ở trong tâm thiện dục giới của mình để mình ngăn ngừa, để mình ngăn ngừa. Rồi giới ở đây đó là sanh ở trong tâm đạo, tức là chỉ cho sanh của trong tâm bậc thánh đó, hay là bậc thánh thì đó là để đoạn trừ hay là sát trừ. Sát trừ ở đây là đoạn trừ, sát trừ phiền não. Cái gì khiến cho chúng ta hành vi sai trái, cũng có thể là do dục tư duy,
cũng có thể là do hận tư duy, rồi cũng có thể là do hại tư duy. Thì những cái tư duy đó, đó nó khiến cho mình phải phạm giới. Nhưng mà đối với một cái bậc thánh đó, thì cái bát chánh đạo đó, sở hữu bát chi đạo hay là bát thánh đạo sanh ở trong tâm đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, để rồi đó là mình thực hành để trở thành gọi là sanh ở trong tâm bậc thánh, là đoạn trừ phiền não. Đoạn trừ phiền não ở trong giai đoạn đó thì gọi là giai đoạn của tu chứng để trở thành một bậc thánh. Bởi vì cái nguyên nhân mà khiến cho người ta phải khổ đau đó, nó có thể là do phiền não. Nó cách khác tức là tha mái, vô minh hay chấp thủ. Nhưng mà một điều đó là có thể là do dục tư duy, đó là căn của bất thiện. Do hại tư duy cũng là do căn sân mà ra. Mà sân và tham sân khởi đó, thì bắt nguồn từ ở cái si tâm của mình, hay là bắt nguồn từ ở cái mình không nhận chân thật của nó, đó là vô minh, không nhận chân được cái bản chất thật của nó, cho nên là vô minh. Vì vậy cho nên là ở đây đó, là khi một cái bậc để mà chứng đắc phiền não, chứng đắc đoạn trừ phiền não, thì vì ấy đáng được nương tựa, đáng được cúng dường, đáng được nương tựa, đáng được cúng dường. Ông Cấp Cô Độc đó, cư sĩ thánh cư sĩ Cấp Cô Độc đó, là cái việc mà ông có niềm tin đối với lại Phật Pháp Tăng rất là nhiều rồi, rất là vững rồi. Nhưng mà bên cạnh đó thì ông cũng là một cái người thân cận đối với những cái bậc mà mình gọi là bậc thiện trí trong cuộc đời này. Bậc chân nhân trong cuộc đời này, giống như là chúng ta nghe ở trong kinh Thập Thượng đó, thì ngài Xá Lợi Phất ngài dạy có cái bốn nhân tiến hóa đó. Một là ở một cái trú xứ thích hợp, ở một cái trú xứ thích hợp, tức là cái trú xứ mà để cho chúng ta có thể trau dồi, để cho chúng ta tu tập, để cho chúng ta phát triển cái nội tâm của mình, nội tâm của mình được tiến tu. Cái thứ hai nữa là mình phải biết thân cận những bậc thiện trí, bậc thiện trí cái khác tức là bậc chân nhân. Mà bậc chân nhân ở đây đó là chỉ cho các bậc thánh đó, như Đức Phật và các vị thánh đệ tử của Đức Phật, như là ông Cấp Cô Độc đã từng cái việc khổ độ Tam Bảo, gần gũi với Đức Phật, rồi gần gũi với tăng chúng đệ tử của Đức Phật. Đó là cái việc cần. Bởi vì sao? Chúng ta biết rằng mình huân tập điều thiện đó thì nó rất là khó, cứ tập tới tập lui mình làm nó có thể là trầy trật, rồi mình có thể làm lúc được lúc không. Có khi thì mình cũng vẫn tinh tấn trong thiện pháp rất là nhiều, nhưng mà có lúc đó, thì chúng ta lại bị chểnh mạng, có lúc chúng ta bị lạc lồi, rồi chúng ta bị lơ đễnh ở trong cái thiện pháp. Điều này đó là như vậy. Như vậy thì ở đây đó là đối với một cái vị mà thánh cư sĩ như Cô Độc đó, nhờ cái sự gần gũi các cái bậc thiện trí, các cái bậc chân nhân như Đức Phật, cho nên nhờ thân cận với bậc chân nhân đó, cái niềm tin đó đã trở thành một bậc thánh đó, thì cái niềm tin nó mới vững chắc. Rồi nhờ thân cận với là các cái bậc chân nhân như Đức Phật và các vị thánh đệ tử của Đức Phật đó, cho nên là ông được nghe rất là nhiều pháp, ông rất là nghe rất là nhiều pháp từ nơi lời dạy của Đức Phật cũng như các vị thánh đệ tử Đức Phật. Cho nên đó là mình nghe pháp á, là mình nghe qua nhiều cái bài kinh, từ cái việc mà những cái pháp mà Đức Phật dạy là mình dễ làm đó, rồi lần lượt rồi mình làm rồi sau này đó lần lượt mình là nghe những cái bài pháp mà để đi chuyên sâu hơn, để có thể thanh lọc cái nội tâm của mình, rồi mình dấn thân vào cái đời sống tu hành, là trở thành một cái người mà giống như là xuất gia, hay là giống như là một người cư sĩ,
Rồi chúng ta cũng nỗ lực tu tập để đi chuyên sâu hơn nữa. Mà về cái điều đó, đó là chính là nhờ cái gì? Nhờ cái việc mà nghe pháp, nhờ cái việc nghe pháp. Cho nên ở đây nói một điều đó là nhờ nó có cái sự, nó có cái sự hỗ tương cho nhau. Nó có sự hỗ tương cho nhau. Giống như mình mới bước chân vào trong pháp pháp này đó, thì đầu tiên là mình có thể là có người là nghe pháp, nghe các cái bài lời dạy của Đức Phật ở trong kinh được chư tăng trùng tuyên giảng thuyết cho nghe như vậy, thì bắt đầu là khởi cái tâm niệm, khởi cái niềm tin mình lên, rồi mình nghe Phật pháp, rồi mình mới là đi bố thí cúng dường, rồi mình mới cố gắng là phát nguyện thọ giới, giữ giới, trì giới, tám giới hoặc là năm giới hoặc là nhiều hơn nữa, vân vân. Tức là mình thọ giới để tránh xa những cái ác nghiệp gì mình hiểu rõ. Rồi từ ở cái việc mà mình nghe Phật pháp đó là để mà mình tu tiến hơn nữa đó, thì ngoài cái việc bố thí trì giới ra đó, thì mình còn làm nhiều cái thiện sự khác. Trong đó có một cái việc mà chúng tôi nghĩ rất là quan trọng, để đó là việc mà đem cái tâm mình đi đến cái sự an tịnh, tức là có chánh niệm chánh định ở trong đời sống. Để chi? Đó là cái điều kiện để thanh lọc nội tâm của mình, bớt vơi đi những cái phiền não, vơi đi những cái phiền não. Mà phiền não đó là nó giống như một cái chất trì nặng, giống như một cái chất trì nặng để chúng ta bị trầm luân trong sanh tử luân hồi. Bởi vì do phiền não cho nên khiến chúng ta hành động, mà hành động trong cái sự sái quấy, hay là hành động ở trong cái sự có mặt, hành động trong sự có mặt. Và chính cái sự hành động trong có mặt hay là hành động trong sự sái quấy đó, cho nên là chúng ta bị sanh trong cái luân hồi sanh tử. Và để mà đoạn tận được những cái luân hồi sanh tử đó, là chỉ có cách là chúng ta thanh lọc nội tâm, thanh lọc phiền não, thanh lọc phiền não, làm cho vơi bớt đến những phiền não. Ai đó, mình cũng có một, chúng tôi có một cái suy nghĩ như thế này nè. Phiền não nó giống như là những cái nước mà nó bị khẩm, bị chìm, nó bị vỡ trong thuyền, trong xuồng của mình như vậy. Của mình là cứ vừa bơi vừa tạt. Mình là vừa bơi vừa tạt. Ai ở đây có sông đi rạch rồi đó, mình có bơi xuồng, bơi thuyền nho nhỏ đó, mình thòn là có người bơi vậy đó, có người rồi tát nước nó ra, mà mình tát nước nhẹ chừng nào á, nước nó ra bớt nhẹ chừng nào thì cái chiếc xuồng của mình bơi, hay cái chúng mình bơi nó đi mau hơn, nó đi mau hơn, và nó tạo nên cái sự nổi bồng trên mặt nước, tạo nên sự nổi bồng bên mặt trên mặt nước. Thì cũng như vậy, đối với một cái người mà tu tập cũng vậy, mình phải thanh lọc cái nội tâm. Thì trước tiên đó là nhìn cái hình ảnh của bậc thánh. Nhìn cái hình ảnh của bậc thánh là một bậc thanh tịnh về giới, rồi mình cũng phải tu tập theo cái việc giữ giới đó, cái việc trì giới đó. Tức là mình nói vậy đó, chứ sự thật ra thì mình phải biết trì giới để tránh xa những cái ác nghiệp, tránh xa, tạo nên cái sự nhẹ nhàng của cái đời sống thánh thoát. Cũng một đời sống thánh thoát như là một cái con thuyền mà chúng ta tự tác đi bớt những cái chất trì nặng đó ở trên chiếc thuyền, thì chúng ta mới có thể bơi vượt nhanh được, và chúng ta nổi bồng trên mặt nước được. Thì cũng như vậy. Như vậy thì ở đây đó, nói rằng là như ngài Xá Lợi Phất tuệ giới và tịch tịnh, tỳ kheo đến bờ giác, ở đây là tối thượng. Ở đây là tối thượng. Thì ở trong cái bản hiệu đính á, bản đính của Thượng Tọa Giảng á, thì ở đây đó là đây kỳ viên tịnh xá, thanh tịnh tăng cư ngụ, trú xứ của pháp phương, nơi khiến con hoan hỷ.
tức là nơi ở kỳ viên là chư tăng ở, rồi nơi đó là nơi có Đức Phật, nơi đó có Đức Phật, cho nên khiến cho ông hoan hỷ, hoan hỷ cho nên là ông khởi cái niềm tin rất là vững đối với ta, không có thay đổi dù cái thời thế thời cuộc có ra sao đi nữa, vào vào cái những cái thời gian khác nhau của một cuộc đời, một kiếp người đó, thì ông cũng gắn, ông vẫn có cái sự có cái niềm tin và luôn luôn gắn bó thân cận với những cái bậc chân nhân, đó là Đức Phật và chư vị thánh đệ tử của Đức Phật. Và ông chẳng những như vậy, lúc nào ông cũng có thể nghe pháp từ nơi Đức Phật cũng như là vị thánh đệ tử Đức Phật. Bởi vì chúng ta biết rằng mình nhờ nghe pháp mà niềm tin được vững chắc, nhờ có niềm tin mình mới có thể nghe pháp, đó là sự hỗ tương cho nhau trong các cái pháp của Đức Phật. Rồi nhờ mình thân cận nhìn cái hình ảnh của bậc thánh, nhìn hình ảnh của các bậc chân nhân như Đức Phật và các bậc thánh, thì mình mới có khởi cái tâm của mình vững chãi hơn. Giống như chúng ta nói nè, mình gần một cái người mà tà tới kiến ha, những cái người tà kiến ha, hay là những người tà tính, thì nếu mà mình không khéo dễ dàng bị lôi cuốn theo họ đó. Mình sống với họ một thời gian, cái tâm của mình nó bị tà kiến, rồi sống với họ một thời gian, cái niềm tin của mình nó cũng bị tà tính luôn, tức là niềm tin của mình cũng bị sai lệch. Nhưng mà ngược lại đó, nếu chúng ta gần thân cận cái bậc chân nhân á, chân nhân ở đây là chỉ cho Đức Phật và vị thánh đệ tử của Đức Phật, thì cái người đó họ sẽ rất là nhiều lời là niềm tin cũng được vững hơn, niềm tin cũng được vững hơn, giới hạnh cũng được tốt hơn, và chánh niệm chánh định vẫn được tốt hơn ở trong đời sống tu tập của mình. Thì như vậy đó, ở đây đó là khi mà là thiện nghiệp, thiện tuệ, chân chánh, giới hạnh, sống cao cả, không dòng dõi xả nghiệp, thanh tịnh quá chúng sinh. Xin thưa quý vị rằng ở đây nói là cái xả nghiệp, tức là tài sản của mình, tài sản của bên ngoài đó, cái đó không có nói đến cái sự thanh cao chỗ đó, cao cả chỗ đó, mà chỉ có giới hạnh, chỉ có trí tuệ, rồi chỉ có cái tâm an tịnh, thì đó là một cái đời sống cao cả của bậc thánh, mà không phải là dòng dõi hay là tài sản đem đến cái sự thanh tịnh quá chúng sanh. Bởi vì cái kia nó cũng chỉ là một phương tiện, một phương tiện thôi. Thấy trong các cái pháp Ba La Mật á, ở trong kinh điển Pali của chúng ta đó, là mô tả tới 10 cái pháp Ba La Mật, từ cái việc bố thí, rồi cái việc trì giới, rồi xuất gia, rồi là rồi kham nhẫn, rồi trí tuệ, rồi tinh tấn, chí nguyện, vân vân. Thì những cái việc đó mật của mình cần phải trải qua để thực hành được đầy đủ. Và cái đường tu chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng phải trải qua từng cái pháp, cái việc mà chúng ta dễ làm, chúng ta làm trước, rồi lần lượt chúng ta sẽ làm những cái điều khó làm, và lần lượt cũng phải trải qua hết, chứ không ai nói là bỏ cái này để đi cái kia. Nhưng mà mình phải có qua, đi qua thì mình mới có thể từ bỏ, đi qua mới có thể từ bỏ. Nhưng mà xin thưa quý vị, với một bậc đối với một người tu đó, thì chúng ta cần phải tinh tấn, cần phải tinh tấn. Giống như trong kinh nói là một bậc mà chánh đẳng chánh giác á, khi còn là Bồ Tát thì các ngài có hai cái pháp, một là tinh tấn bất thôi, tức là trong thiện pháp không có cái thiện pháp nào mà các ngài thối thất hay các ngài từ bỏ hết, các ngài cũng phải làm hết, thực hiện đầy đủ hết, từ bố thí, trì giới, nghe pháp. Chúng ta thường được nghe ở trong kinh gọi là mô tả đó là 10 cái thiện sự công đức,
10 cái thiện sự gọi là Punya Kiriya Quách Thú, từ cái việc bố thí rồi trì giới rồi cung kính phục vụ tùy hỷ cước hồi hướng cước tính pháp thuyết pháp cải chánh tri kiến vân vân. Thì khi mà nói đến 10 điều đó, chúng tôi nghĩ rằng rất là rộng trong đời sống của mình, mình phải làm hết, trải qua hết rồi mình mới có thể rằng lần lượt bước lên. Trong đời sống tu hành cũng vậy, nhìn cái hình ảnh của bậc thánh hay là những bậc chân nhân là hình ảnh để chúng ta nương tựa, để bắt chước theo, để nương tựa theo. Nương tựa ở đây không phải là nhờ các ngài giúp mình, cứu giúp mình, trong khi cái nội tâm của mình, cái sự dính mắc của mình chưa có dứt bỏ thì cũng không thể nào cứu giúp được, không có thể nào. Ở đây đó là mình nương tựa, nhìn cái hình ảnh của bậc thánh để rồi mình bắt chước và mình sẽ làm theo những gì mà bậc thánh đã làm, bậc thánh đã thực hành, bậc thánh đã thực hành. Do vậy bậc thiện trí biết lợi lạc cho mình nghiêm túc chiêm nghiệm pháp, điều này rất là quan trọng. Suy nghĩ về lời dạy của Đức Phật, rồi suy nghĩ về kiếp nhân sinh luân hồi của mình, để rồi mình suy gẫm rằng là cái điều gì chúng ta nên bỏ và điều gì chúng ta nên cố gắng để làm. Chỉ có biết từ bỏ những cái pháp bất thiện, những cái sự gọi là dính mắc hay là sự cố chấp ở trong phiền não đó, thì chúng ta nên bỏ. Và những thiện pháp chúng ta làm thì trong đó có nhiều, tức là ở trong ngoài cái việc bố thí trì giới ra thì cái đời sống tu của một cái là làm sao có chánh niệm, làm sao để khởi được cái định tâm. Định tâm rất là quan trọng. Như là một người thực hành để đến cái đạo lộ giải thoát thì cần phải thực hiện thực hành giới, định và tuệ. Như trong kinh mô tả rằng là tất cả dòng sông đều xuôi về biển cả, thì một người tu tập muốn được giải thoát thì phải nương tựa nơi Niết Bàn hay là tăng thượng giới. Thực hành tăng thượng giới, mình tăng thượng giới ở đây là chỉ cho giới của một bậc thánh. Tăng thượng tâm, tăng thượng tâm hay là tăng thượng tuệ. Tăng thượng tâm ở đây là chỉ cho các cái thiền định mà một vị hành giả tu tập cần phải cho thành tựu chứng đắc. Và thăng thượng tuệ tức là cái tuệ ở trong đạo quả, tức là chỉ cho cái tuệ của bậc thánh sau khi đoạn trừ những cái phiền não, nhờ cái trí tuệ, tuệ giác đó, tuệ giác của bậc thánh mới đoạn trừ được phiền não. Nhìn hình ảnh đó, đó thì chúng ta thấy rằng chiêm nghiệm lại cái lời dạy của Phật rồi chúng ta mới khởi cái tâm quan hỷ. Có thể nói rằng nhờ niềm tin mà mình có thể thực hiện được những cái thiện pháp khác nhau. Và nhờ mình thực hiện các cái thiện pháp khác nhau mà niềm tin mình càng vững hơn, vững hơn. Và chúng ta biết rằng cái đời sống tu tập đó cần phải trải qua, chứ chúng ta không nói là đi ngang về dọc hay đi tắt về, về nhanh gì hết, mà chúng ta cần phải trải qua các cái thiện sự. Khi công đức của mình được viên mãn các thứ, các cái pháp gọi là các công đức mình được đầy đủ đó, thì mình có thể là hướng đến giác ngộ. Còn thiếu thì cũng chưa có thể giác ngộ được. Và chúng ta cũng nghĩ rằng là có từng cái bước thang, từ cái bước thang thứ nhất cho đến thứ 10 gì đó, thứ 9 gì đó, thì chúng ta cũng cần phải trải qua. Cho nên trong kinh Dụ Lỗi Cây đó, là nhiều khi mình được cái này đó, đừng cho cái đó là cái cứu cánh, cái rút ráo của mình, mà cần phải bước nữa, cần phải tu tập thêm nữa. Từ cái việc danh vọng lợi lộc cho đến giới hạnh thì cũng là những cái chặng đường, rồi lần lượt chúng ta mới là đi đến cái gọi là rốt ráo là tri kiến giải thoát, vượt ra khỏi cái sự ràng buộc. Ở đây nói rằng ngài Xá Lợi Phất giới tuệ và an tịch, an tịch dù tỳ kheo giải thoát cao nhất chỉ ngang bằng. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là ông cấp cô độc, cư sĩ, thánh cư sĩ cấp cô độc
Từ khi mà khởi cái tâm xây dựng cái chùa Kỳ Viên và suốt bao nhiêu năm hộ độ bằng với cả cái sự gắn bó với những cái bậc chân nhân, trong đó có Đức Phật và các vị thánh đệ tử của Đức Phật, và trọn cả đời như vậy, từ cái việc thực hành lời dạy của Đức Phật, hộ táo, hộ độ Phật Pháp Tăng như vậy đó, không được đã thực hiện tròn của một một bậc thánh rồi. Và cảnh khi nào có dịp thì ông sẽ sẵn sàng nghe pháp. Mà cái bài pháp mà khi mà ông sắp sửa lâm chung mà tôn giả Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất đã giảng cho ông nghe đó, ông thốt lên một cái lời: từ trước tới nay con chưa từng được nghe. Mà cái bài pháp đó để ngài Xá Lợi Phất nhấn mạnh rằng chấp thủ đối với năm quẩn là một gánh nặng, và chỉ có ly bỏ được năm quẩn, ly bỏ được cái sự chấp thủ đó, tham ái đó, thì mới hoàn toàn giải thoát. Trước nay ông có thể nghe là từ cái việc giữ giới, từ cái việc bố thí, hay hoặc là từ cái việc sanh ở cõi trời thôi, là tạo cước để sanh cõi trời thôi. Nhưng mà bây giờ ông được ngài Xá Lợi Phất dạy cho một cái bài pháp trước khi lâm chung, đó là bài pháp biết diễn ly, tức là diễn ly đối với phiền não không còn chấp thủ. Ông mới nói rằng nhận ra một điều, đó là từ trước tới nay ông chưa từng được nghe những điều này, và ông rất là hoan hỷ. Và quả thật là trong cái bài kinh này đó là nói rằng là sau khi ông từ bỏ cái thầy, ông lâm chung, ông sanh về cõi trời Đấu Sức, và ông trở xuống gặp Đức Phật và các vị thánh đệ tử Đức Phật để nói lên những cái lời hoan hỷ qua cái gì mà mình đã niềm hoan hỷ đối với Đức Phật, đối với Đức Phật, đối với tăng chúng đệ tử của Đức Phật. Ông nói lên những cái điều hoan hỷ đó. Thì ở đây trong một cái nghĩa đó, thì chúng ta học cái hình ảnh của một cư thánh cư sĩ cấp cô độc, để rồi thấy rằng cái công hạnh của vị ấy, cũng như là cái hình ảnh từ ở cái hành trạng của cái vị thánh cư sĩ như vậy, nó trở thành một cái bài học quý cho chúng ta rất nhiều trong đời sống tu hành này, để lợi lạc cho chúng ta rất là nhiều. Thì chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu lời ở trong nội dung của cái bài học hôm nay, mặc dù cũng còn nhiều cái ý nghĩa rất đặc biệt ở trong cái bài học này, thì để chư tăng thảo luận bàn sâu rộng thêm, để chúng ta hiểu thêm, lợi lạc thêm. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Chúng tôi chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa Thú Thích Kiệt Thích Tọa Pháp Tịnh, với bài giảng vừa rồi, xin được hỏi Thích Tọa Tuyên Quyền, Thích Tọa có ở trước máy không? Nếu được tiến hành Thích Tọa Tuyên Quyền, hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Dạ. Thích Tọa Tuyên Quyền, khi mà chúng ta đọc về cuộc đời của ông Cấp Cô Độc đó, thì có rất nhiều vị học giả có bày tỏ thì ý nghĩ rằng ông Cấp Cô Độc đó, ông rất là thương, rất là kính Đức Phật, và ông rất ít khi làm phiền Đức Phật với những câu hỏi của mình. Ngay cả trong giây phút lâm chung đó, thay vì
ông cho người đến đảnh lễ Đức Phật và báo với Đức Phật biết là ông sắp mất, thì ông cho người đến đảnh lễ Đức Phật, rồi sau đó dặn người đó sang gặp Tôn giả Xá Lợi Phất và thưa với Tôn giả Xá Lợi Phất là ông Cấp Cô Độc đang hấp hối và người Xá Lợi Phất và Tôn giả Nan Đa đã tới gặp ông thay vì đến đảnh lễ Đức Phật. Thì chúng mình đọc cái cách mà ông tôn kính Đức Phật như vậy đó, thì không biết cá nhân sư tọa Tự Quyền có cảm nhận như thế nào về điểm này, khi bản thân của ông là một vị cư sĩ nhưng mà ông rất ít khi muốn là phiền đến Đức Phật. Xin xin ý kiến của sư tọa Tự Quyền. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, giờ để chúng được cái rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tự Tri, Đại Đức Tự Đức, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý phụ nữ cùng Chư Phật tử. Về kính bạch Thượng Tọa, quả thực thì nếu nói riêng về ông Cốc Cô Độc là một trong những Upasaka, một đại thiện nam bậc nhất của Đức Phật. Có thể nói rằng ông ta đã hộ đạo, hộ pháp, hộ tăng một cách vẹn toàn, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối một cách hoàn tất và đầy đủ đối với đời của ông. Và cũng như đến với cái tinh thần đạo pháp cũng đầy đủ đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Sự dĩ mà ông Cấp Cô Độc có cái tâm kính thành đối với Đức Phật một cách tuyệt đối, thì kính thưa quý vị, chúng ta nên nhớ rằng ông Cấp Cô Độc là một thiện nam tu đạo Phật. Đây là một cái lý thứ nhất. Và vì một cái lòng tôn kính bậc nhất một cách tuyệt đối như vậy, cho nên ông ta có sự kính và có một cái sự lo lắng một cách đầy đủ cho Đức Phật hơn. Bởi vì quả thật thì ông ta đã nương tựa vào Phật Pháp, nương tựa vào ân Đức Phật bằng cách ông ta đã chứng đắc tu đầu hoàng. Thì bao nhiêu đó ông ta cảm thấy cũng đâu quá đầy đủ. Nó khác biệt hơn là người phàm của chúng ta. Khi chúng ta có sự thiếu thốn, khi chúng ta có một cái sự hốt hoảng hay có sự lo lắng, thì chúng ta sợ hãi hay chúng ta gây phiền đến cho người khác. Nhưng khi chúng ta đã được Thưa Quyền, khoan hỉ xem sẽ biết ở trong rung không còn nghe được nữa. Không biết thưa Tư Quyền có nghe được không? Thưa quý vị, có lẽ thưa Tư Quyền đang gặp trục trặc kỹ thuật. Quý vị quan hệ chờ đợi trong giây lát nhé. Trong khi chờ đợi, chúng ta xin được tiếp theo lời của Thượng tọa Tự Quyền để chia sẻ một vài điều liên quan đến bài kinh ngày hôm nay. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta chỉ đọc thoáng qua bài kinh này đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng không có gì đáng để ngạc nhiên khi một vị thiên tử đến gặp Đức Phật và nói lên lời tán thán. Và chúng ta cũng không gì ngạc nhiên khi thấy rằng một vị cư sĩ
như là ông Cấp Cô Độc lại có cái lời tán thán và biết ơn đối với tôn giả Sariputta. Nhưng mà nếu chúng ta suy gẫm kỹ bài kinh này đó, thì chúng ta thấy rằng có những cái điểm rất là đặc biệt để chúng ta lưu ý. Một con người mà từ cõi người sanh lên cõi trời, thưa quý vị, còn hơn là một người đang sống ở một cái cảnh giới tầm thường mà di dân sang một cái quốc gia khác, một quốc gia đó giàu hơn, đẹp hơn, hạnh phúc hơn nhiều. Có sự khác biệt to lớn giữa cõi người với cõi trời. Thế mà khi vị này sanh về cõi trời đó, thì lại trở về ngay cõi người, trở về ngay lập tức. Bởi vì ông Cấp Cô Độc mất trước Đức Thế Tôn không lâu, lúc Đức Thế Tôn lớn tuổi rồi. Và cái tuổi cõi trời đó, thưa quý vị, cái thời gian cõi trời dài lắm. Nếu sanh lên trên đó mà nghĩa là ngồi nghỉ ngơi khoảng 1-2 tiếng hồ lỡ dưới này cõi dân gian là Đức Phật thầy viên tịnh Niết Bàn rồi. Nhưng mà ông vừa sanh lên cõi trời, ông lại sanh xuống cõi người, ông lại tìm về cõi người gặp đảnh lễ Đức Phật. Và khi ông sanh lên cõi trời đốn xuất, thay vì ông rất là vui vẻ sung sướng cõi trời đốn xuất á, thì ông lại nhớ lại tới chùa Kỳ Viên. Ông lại nhớ về cái nơi ở đây. Thật ra chúng ta phải nói rằng có hai điều là nơi đó Đức Pháp Vương, tức là Đức Phật đó, là cư trú, mà cái nơi của cái gọi là ý sĩ sanh khát, tức là cái đoàn thể của những bậc ẩn sĩ, và ở đây chúng ta gọi là thanh tịnh tăng chúng, nhưng sự lời nếu dịch đúng nghĩa gọi là đoàn thể của những bậc ẩn sĩ lui tới, và tức là đó là nơi lui tới cư trú, thường xuyên lui tới của chư tăng. Thì quý vị tưởng tượng là sanh lên cõi trời, cái chỗ hạnh phúc như vậy, thiên lạc thiên phúc như vậy, mà trở về ngay cõi người và thật sự là giữ được cái niềm hoan hỷ đối với Đức Phật và chư tăng, đối với cô chùa Kỳ Viên, nơi mà mình đã từng tạo dựng. Ở đây là một điều rất là hy hữu. Chúng tôi đang tiếp lời của Thượng tọa Tư Quyền. Dạ, thấy Thượng tọa Pháp Đăng vào rồi. Dạ, thấy Thượng tọa Pháp Đăng vào rồi, chắc Thượng tọa Tư Quyền chưa có trở lại được. Thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không? Nếu Thượng tọa Pháp Đăng nghe được, xin thỉnh Thượng tọa hoan hỷ trả lời cho cô và Phật Sa Thú. Thượng tọa Pháp Đăng, trong bài kinh ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy là đề cập đến một cái hình ảnh của một vị nam cư sĩ đã từng hộ pháp, và vị này rất là hoan hỷ với cộng đồng tăng chúng, bởi vì vị này nói rằng cộng đồng tăng chúng đó không phải do thanh tịnh là vì dòng dõi, vì xuất thân hay thanh tịnh về tài sản, mà các vị này thanh tịnh là do giới định tuệ, do thiện pháp. Thì là một người cư sĩ giàu có địa vị lớn trong xã hội mà kính trọng chư tăng, chỉ vì chư tăng tu hành giới định tuệ đó là một đặc điểm rồi, mà là một vị thiên tử, vị thiên tử của trời đốn xuất, nhiều cái thiên phước thiên lạc như vậy mà vẫn còn đem lòng kính ngưỡng của chư tăng, thì điều đó đối với Thượng tọa Pháp Đăng mang ý nghĩa gì? Xin Thượng tọa hoan hỷ cho một vài cảm tưởng về điểm này. Dạ, yeah, con Pháp Đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính lễ Giác Đẳng, Thượng tọa Tăng, Thượng tọa Thế Quyền, Thượng tọa Minh Hạnh của chư tôn Đức Tăng, trai gái cô tu nữ thân cha Phật tử. Thì nếu mình đọc qua cái bài kinh này và suy nghĩ thì quả thật một cái người cư sĩ khi mà chưa gặp Đức Phật cũng đã giàu có phong phú tài sản, điền sản, rồi hạnh phúc. Khi gặp Đức Phật và nghe pháp thì đã đắc đạo quả tu đà hoàn, rồi từ đó sanh về cõi trời, rồi sanh xuống trở lại để gặp Đức Phật và tăng chúng. Thì quả thật nói, nếu mà suy nghĩ đó thì ông
Các cô độc và vị thánh cư sĩ sanh lên cõi trời đấu sức rồi, một cõi trời mà có nhiều cái hạnh phúc, nhưng mà lại đi xuống để tán thán Đức Phật và đại thánh chúng. Thì thực sự thì thấy rằng nếu mà một cái người mà có suy nghĩ đó, mình thấy rằng trong vô lượng kiếp đó, trong vô lượng kiếp, tại vì thường thường mình thấy rằng trong vô số lần sanh tử luân hồi đó, thì mình rất hiếm gặp được Đức Phật và Chư Tăng. Và cũng biết rằng, mình thấy rằng là khi Đức Phật thành Phật là có hội chúng tăng đó, coi như là có hội chúng đầu tiên. Và có lẽ là cũng nghĩ rằng từ nơi cái sự từ nơi kiếp làm người thì ông đã suy nghĩ rằng khó khai để gặp được tăng chúng rồi, nên cái sự mà bố thí cúng dường đến tăng chúng mỗi ngày đó, mà tâm của ông đó là bất thối, dù có lúc mà tài sản khánh kiệt nhưng mà ông cũng vẫn một cái lòng chung thủy với Tam Bảo. Thì nếu mình nghĩ lại vậy đó, thì mình thấy rằng quả thật một cái người cư sĩ đã được là đệ tử của Đức Phật, đã được chư Phật ở trong quá khứ thọ ký để thành tựu cái vị cư sĩ thù thắng về cái kiếp hiện tại này. Thì nếu mình nghĩ tới lui đó thì thật sự đó thì nếu mà nói theo ở ngoài đời thường tình đó, thì thật sự một cái người lúc nào cũng quý trọng Chư Tăng và quý trọng cái sự tu hành của Chư Tăng, giới định tuệ của Chư Tăng tu tập. Và nếu mà mình nghĩ về cái điều đó đối với người đời thì thật sự là một cái việc rất là đặc thù, không có thể dễ gì tìm được, không dễ gì tìm được một cái người nam cư sĩ như vậy. Nhưng mà nếu mà nói về theo cái quả vị chứng đắc đó, cũng là một cái đặc thù. Tại thường thường quý vị biết rằng trong kinh Tương Ưng hay là Rải Rác Tam Tạng kinh điển thì cũng có trình bày một cái người mà đắc đạo quả Tu Đà Hoàn thì hơn Thiên Chủ Ý Thích, hơn Trời Phạm Thiên, hơn Vua Chuyển Nhiễm Vương, và không có cái gì ở trên đời này mà có thể quý trọng bằng cái đạo quả thánh nhân Tu Đà Hoàn. Bởi vì chúng ta cũng thường nghe nói rằng một vị thánh Tu Đà Hoàn là có thất thánh sản đó, có tính giới tàm quý văn trí tuệ, bảy cái thánh sản này, và bịch bốn đường ác đạo, chỉ sanh trời người để thành tựu quả A La Hán. Nếu mình suy nghĩ nhiều góc độ đó thì chính những cái nhân cách, chính những cái đạo hạnh, chính những cái ước nguyện, chính những cái mong chờ, và ngay cái hiện tại này mà ông được hầu Đức Phật và Chư Tăng, và ông cũng là một cái, nói đến một cái vấn đề sanh lên ở trời rồi tức tốc được xuống gặp Đức Phật và Chư Tăng được 8 tháng, thì con nghĩ rằng cái đó là một cái, nếu mình suy nghĩ thì đó là một cái đặc thù mà từ nơi đạo hạnh, từ nơi cái đạo quả thành tựu, từ nơi cái lòng mong mỏi, từ nơi cái hạnh nguyện vô lượng kiếp mà tích lũy và trao dồi để trở thành ông tóc cô độc hay là vị thiên tử này, chứ là không phải đơn thuần như là mình có thể nghĩ được. Và mình phải nghĩ đến là cái hạnh đức và cái lời nguyện lực và cái sự mong mỏi để trở thành một người cư sĩ để hộ độ Chư Tăng và để tôn kính Tăng Bảo Đức Phật và quan hệ với cái chánh pháp. Thì có nghĩ rằng nếu mình suy nghĩ về nhiều góc độ đó thì một cái người mong mỏi là được đó, thì cái sự mong mỏi mà được như vậy đó là cái điều mà mình gọi là muôn ngàn cái hạnh để được thành tựu cái hiện tại, để được hình ảnh được cái hạnh phúc hiện tại là chứng đắc đạo quả, và cũng để được cái hạnh phúc là sanh lên cõi trời rồi vẫn nhớ đến tăng chúng và Đức Phật. Thường thường thì nó có nghĩ rằng thường một cái người mà họ có suy nghĩ đó thì mình thấy rằng trong cái tâm thiện hợp trí đó để cho mình chứng đắc đạo quả đó, thì bố thí hay là trì giới hay tu thiền hay là cung kính hay là phục vụ hay là hồi hướng phước hay là
hồi hướng phước hay tùy hỷ phước hay là thính pháp hay thuyết pháp hay là cải chánh tri kiến đó. Thì cái tâm thiện đó, nó làm được 10 việc đó, và cái tâm thiện đó cho cái tâm quả để được sanh làm người, và cũng cái tâm thiện hợp trí này nó để cho mình chứng ngộ được đạo quả tu đà quần. Thì quả thật ông Cốc Cô Độc là một vị thánh cư sĩ, khi mà đã hiểu được cái lời dạy của Đức Phật về cái phương diện mình tục sinh và mình được làm người và được làm người và được đắc được đạo quả, và luôn luôn lúc nào cũng mong mỏi khát khao để tiếp tục chứng ngộ cái phẩm hạnh cuối cùng của một cái chuỗi dài luân hồi vô tận mà để chấm dứt để trở thành vị A La Hán. Thì theo con nghĩ rằng vị thánh tu đà quần đó thì cũng phải cố gắng mong mỏi, cố gắng hành trì để chứng ngộ được đạo quả A La Hán. Nói như vậy thì mình thấy rằng con người đó chưa được sanh làm người đó thì mình không nghĩ được cái điều mà mình sanh làm người là do cái thiện nghiệp, từ cái việc bố thí hay là trì giới hay việc tu thiền hay là thính pháp thiết pháp cung kính hay phục vụ hồi hướng phước hay tùy hỷ phước, thì mình thấy rằng mình được sanh làm người là do cái thiện nghiệp công đức, và nhất là khi được sanh làm người hợp trí đó, làm người mà có khả năng để chứng đắc đạo quả theo như cái lời dạy của Phật mà đã thuyết giảng trong tạng thắng pháp đó, thì quả thực là rất là khó để mình hoàn hảo cái vấn đề này. Và khi một người mà hoàn hảo vấn đề này đó, thì cái mãnh lực của cái đạo tuệ đó, quả tuệ và cái mãnh lực của cái hạnh đó, nó trở thành viên mãn như vậy. Theo con nghĩ rằng bởi thường thường người đời đó thì họ khác với một thánh, khi mà họ quý trọng những của cải, tài sản, những cái hạnh phúc này kia nọ, nhưng mà đối với người cư sĩ thì con nghĩ rằng Dông Cốc Cô Độc là quý trọng được sanh làm người và được chứng đạo quả, và được biết rằng những cái điều thiện nghiệp nhiều kiếp luân hồi như là bố thí, cũng bố thí đến tăng bảo, đến tam bảo, và trì giới cũng có tam bảo hướng dẫn, rồi như là tu thiền mà để chứng đắc được, hay là thính pháp để nghe được đoạn từ thân kiến hoài nghi và những cấm thủ đó. Thì con nghĩ rằng những cái điều đó là một cái người mà như mình nói rằng cái bậc thánh tu đà quần là cái bậc tri ân và báo ân ấy. Bởi vì cái vị đó, bởi vì nó cũng thường có sự suy nghĩ này, một vị thánh tu đà quần chư đắc đạo quả tu đà quần, dù là có một tô cơm thôi cũng cúng dường cho chư tăng, nếu mà chư tăng đi bát ngang nhà mình để mình nhịn đói, mình nhịn đói mà vẫn cúng dường, dù có một tô cơm thôi, gia đình có tô cơm nó cũng đang cúng dường. Nên con có nhiều lần con suy nghĩ về cái vị thánh tu đà quần đó, bởi vì họ một là họ thấy được cái tâm tục sinh của mình theo lời dạy của Đức Phật, và thấy được cái sự tục sinh của mình để mình có khả năng để chứng đắc đạo quả là một cái điều cực kỳ khó. Và cái cực kỳ khó là khi mà họ chứng ngộ rồi đó thì cái bốn đường ách đạo đã không còn, và họ luôn là có bảy cái thánh sản, và chính những cái thánh sản đó nên họ nghĩ rằng cái trên đời này không có cái gì mà cao quý hơn tam bảo, trong đó có tam bảo, nên mình cũng đọc cái bài kinh nói về những cái châu báu đó, thì cái vị tu đồ quần đó là mong mỏi để đạt được cái đạo quả tu đà quần, tư đà hàm, những cái châu báu trên cuộc đời này, tất cả những cái điều châu báu gì đó cũng không bằng ba ngôi bảo là Phật Pháp Tăng. Chính vì điểm đó nên mình có dùng bao nhiêu cái ngôn ngữ để mình nói, để mình suy tư đó, thì con nghĩ cũng chưa có hết cái ý nghĩa này. Nhưng mà ở đây mình hiểu rằng một cái vị mà được sanh làm người để mà có cái cơ hội mà đoạn trừ phiền não, để chấm dứt luân hồi, không rơi vào đọa xứ, để trở thành vị thánh tu đà quần, thì vị đã nghĩ về cái nhân quả, cái nhân quả từ cái hành động nhiều kiếp của mình để tích lũy đến kiếp này, mà khi mình đành thành tựu được điều này, và mình cũng biết ước nguyện của mình xưa là như vậy, và cũng giữ gìn ước nguyện hộ trì tam bảo. Thì con xin chia sẻ như vậy bây giờ, thì con xin gửi mic lại với quý vị cùng nói thêm về tinh thần đó. Thank you.
Sa thú kính trình thì tòa hợp đăng. Xin được hỏi thượng tòa tự quyền, thượng tòa tự quyền có nghe được không? Nếu thượng tòa tự quyền có nghe được, xin thượng tòa tự quyền quan nghị trở lại. Thượng tòa tự quyền dường như là ông đã thấy thượng tòa tự quyền rồi. Thượng tòa tự quyền, chúng ta thấy rằng ông cấp cô độc đó, là một người hộ trì tam bảo xây dựng ngôi chùa, nhưng mà đặc biệt là ông rất là, ngoài cái sự tôn kính Đức Phật đó, thì ông rất là tôn kính tăng chúng. Ông không phải tôn kính tăng chúng, ông chỉ thương cho tăng chúng được. Điều này dạy cho chúng ta bài học gì? Thí dụ như là có những người Phật tử phát tâm đi chùa, nhưng mà chỉ vì một vị sư cả, chỉ vì một vị cá nhân nào đó. Thí dụ những người họ đi chùa vì ngày hộ tông, thì họ chỉ biết ngày hộ tông thôi, chứ họ không có kính trọng, họ không có nhiều cái tâm thương kính chư tăng ở trong chùa, đệ tử ngày hộ tông. Nhưng mà bây giờ ông đi chùa, ông thờ kính Phật, nhưng cái tâm của ông á, thì rất là quý kính chư tăng. Thì điều đó nó dạy cho chúng ta bài học gì về cái tinh thần hộ đạo của người cư sĩ chân chánh? Xin kính tịnh thượng tọa tự quyền. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Khai, dạ, để chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến chư tăng, chúng tôi thân chào đến quý tăng nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, quả thật như vậy. Có thể nói rằng cái cư sĩ hộ đạo bậc nhất, mà là một trong những người đại cư sĩ hộ pháp, thở Phật còn xin tiền mà bậc nhất, đó chính là cấp cô độc. Ông cấp cô độc là một trong những người có cái tâm trước khi trở thành đệ tử Phật, ông ta đã giúp cho những người cơ nhỡ, những người cô độc, cho nên gọi là cấp cô độc. Anathapindika là gì? Được đời ban tặng đó. Thì cái tính đại thế ông ta đã có, mà ông ta có được cái này là do từ tiền thân ông ta cũng đã có nhân duyên để làm một những người mà hộ đạo hộ pháp bậc nhất cho Phật, để xem như là một cái người cần sự nam, có đầy đủ về vật chất và cũng như tinh thần trong cái sự hộ độ của ông đối với Phật và đối với Tam Bảo. Những gì ông ta làm là làm cho đại chúng. Những gì ông ta làm trước nhất là làm để cúng Phật, và sau đó lợi lạc cho đại chúng, lợi lạc cho chúng sinh. Chúng ta biết là cái tinh thần đó, sau khi ông ta vào làm những người đệ tử Phật, làm một người đệ tử Phật, thì ngoài cái chuyện mà kính dân cúng dường, ông ta luôn luôn có cái sự quan tâm đến đại chúng tăng, cũng như bà Quy Sa Kha vậy đó. Khi mà đi vào chùa, không bao giờ đi vào bằng cái tay không. Đi đến chùa, ngoài ra cái việc nghe pháp, ông ta còn để cúng dường đến cho Phật và đại chúng tăng, không có phân biệt. Bởi vì kính thưa quý vị, một cái tâm của một vị thánh đó, thì nó không còn một chấp ngã mà mang tính phân biệt, mang tính dị biệt. Cái tâm ái chấp đó nó không còn. Cái chấp ngã, cái ái mà của cái vị đó đó ở một cách khác, chứ không phải một sự phân biệt như tâm phàm phu chúng sinh. Và như thế thì chúng ta mới thấy được rằng là ông ta quy y Tam Bảo, chứ không quy y một cá thể. Còn người phạm của chúng ta đó, bởi vì thinh, vì thương, vì thích, vì thân, một cá thể, một cá nhân, một vị hòa thượng, một vị thầy hay một người nào đó, và chúng ta chỉ biết người đó. Mà đây á, theo cái lời Phật dạy đó, khi chúng ta có cái sự tựa nương như vậy đó, rồi người đó chết đi thì cái niềm tin chúng ta cũng chết. Người đó hoàn tục, người đó không còn tu nữa thì niềm tin cũng chết luôn. Hay người đó phạm giới, nếu mà là phạm phu thì cũng niềm tin cũng biến mất luôn. Bởi vì họ không phải quy y Tam Bảo, mà họ quy y một người nào đó
thì chúng ta thấy ông Cấp Cô Độc đã đầy đủ. Ông ta không chỉ có sự xem Đức Phật là một người thầy, mà xem tăng chúng, cả thể tăng chúng, là một trong những người chỉ đường, dẫn lối như là Đức Phật. Mỗi lời nói, mỗi hành động, ông ta đều mang tới cho đại chúng tăng một cách đầy đủ về tứ sự, một cách đầy đủ về vật dụng, và tạo cho tăng chúng một cách đầy đủ để chư tăng an tâm mà tu. Mà hồi xưa chúng ta biết là ngày nay chúng tôi là tu học, hồi xưa thì các vị đó có đầy đủ điều kiện ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá để mà hành đạo, để mà tiến tu, để mà thành tựu đạo quả giải thoát. Cái bài học chúng ta để lại cho tất cả chúng ta, đó là bài học gì cho hậu lai này? Đó là không phân biệt. Cũng như hồi nãy cái câu hỏi mà Thượng Tọa đã hỏi đầu, cái sự kính thương với Đức Phật cho anh ta không muốn làm phiền. Bởi vì ông ta biết rằng Đức Phật quá đẹp, quá nhiều, vì Đức Phật Ngài đã làm cho chúng sinh quá nhiều. Và Ngài rất là mệt mỏi, nhọc lòng, nhọc tâm, nhọc thân của Đức Phật đối với chúng sinh quá nhiều rồi. Thì ông ta có được đầy đủ rồi, thì ông ta không cần thiết gì phải làm phiền thêm nữa, phải làm thêm một gánh nặng nữa. Đây cũng chính là một sự kính tinh là như thế. Và kính thưa quý vị, ông ta thể hiện một cách khiêm cung từ lớn cho tới nhỏ. Mà ở trong kinh ghi lại những cái giai thoại mà khi em có cô độc hay bà Quý Sơ Kha đi vào chùa đó, như chúng tôi vừa nói khi đó, lúc nào cũng mang một cái vật dụng đi vào để cúng dường. Lúc nào tâm của vị ấy cũng muốn mang đến cho đạo một cái gì đó, vừa vật chất cũng như tinh thần, ít hay nhiều. Ngày hôm nay chúng ta học một cái bài học đó. Chúng ta đến chùa không phải đến để mà chúng ta cúng kiến lễ bái, mà chúng ta đến để học Phật Pháp. Nhưng nếu như chúng ta có một điều kiện thì chúng ta đến để chúng ta cũng làm phước, thì đó cũng là một điều tốt. Dĩ nhiên theo khả năng và hoàn cảnh của mình, thì các bài học ở lại đó để cho chúng ta là gì? Chúng ta biết cung kính một cách đại thể hết tất cả, chứ không vì có người thân, vì có một vị thầy, vì có một sư phụ, vì có một cái vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức gì vân vân đó mà chúng ta thích, chúng ta mến, chúng ta đến với đạo, thì cái điều đó là một điều cá thể. Còn có cô độc, ngoài ra đợt bậc đầu sư là một vị thầy tối thượng chí tôn của mình, và ông kính trọng chư tăng một cách tuyệt đối mà không phân biệt, thì có thể nói rằng, kính thưa quý vị, cái buổi đầu tiên đương thời Phật đó, từ có thể nói rằng miếng cơm manh áo để cứu xứ, cái điều kiện khởi đầu phải do ông Cấp Cô Độc và bà Quý Sơ Kha. Bởi vì sao vậy? Bởi vì người mà tiên khởi đầu mà làm việc không có cầu, không có yêu cầu, mà không có gì hết, mà là những người đi đầu trong các cái thiện sự để hộ độ, để phụng sự, mà không có đòi hỏi một cái gì cả, mà cái sự đó xem như đó là một sứ mệnh, một việc làm cao cả, mà không phân biệt, mà không yêu cầu, mà không có nệ hà gì, sẵn lòng sẵn của. Giờ ông ta, đến ông ta bố thí mà trong kinh ghi, mà tức là không còn tài sản gì ở trong nhà hết trơn. Đến mà các vị chư thần chư thiên trong nhà ông ta phải nóng, phải nóng lòng nóng ruột, phải tìm cái tài sản ở dưới đại dương đem về cho ông ta. Thì chúng ta thấy cái tâm của ông Cấp Cô Độc như vậy đó, tức là không có gìn giữ một cái gì lại cho mình. Những gì mà hậu trì cho Tam Bảo, hậu trì cho Phật Pháp, cho đại chúng, ông ta sẵn sàng làm hết, ngay cả hết của cải của mình cũng vẫn làm. Giờ ông ta không sợ
một sự nguy hiểm gì ở trong tương lai. Đây là cũng một bài học cho chúng ta đó. Mà kính thưa quý vị, ông có cô độc rất là trí tuệ. Người phàm của chúng ta vì chấp, vì sợ, không biết lỡ mai sau mình có chuyện gì. À, cho nên thôi kệ, kiểu như phòng thủ thì nó chắc ăn hơn. Nhưng bởi vì vậy cho nên cái tâm mà cái tâm đại thí của chúng ta nó không có. Và cái tâm nó vô lượng chúng ta nó không có. Và cái tâm mà chúng ta không có ngần ngại. Nó không có. Nó khác hơn cái người xưa. Nó khác hơn những người xưa. Người ta có đại hùng, đại lực. Và người ta có đầy đủ điều kiện mà không sợ. Chỉ mong thành tựu những thiện pháp. Con đường hoàn truyền của Đức Phật một cách tốt đẹp và mong đại chúng thành tựu quả vị giải thoát. Đối với những hộ pháp nó là như thế, mà không đòi hỏi một kết quả gì cho mình cả. Hộ độ hết lòng, từ tinh thần đến cả vật chất cũng như thể xác của chính mình, đã cống hiến vì Tam Bảo một cách niêm mật, một cách đầy đủ, một cách vẹn toàn. Và thì đó cũng chính là những cái bài học để lại cho chính chúng ta. Đã cống hiến, đã phụng sự thì hết lòng, hết dạ, làm hết sức mình, ngay cả ngại xuống chết cũng chấp nhận. Bởi vì đó mới là một niềm tin bất thối, một niềm tin không lai chuyển. Bởi vì một niềm tin của vị tu đầu quần mà. Dạ, thì mong rằng chúng ta chưa là một vị tu đầu quần, nhưng chúng ta là một người hộ đạo hộ pháp thì không nên phân biệt. Và chỉ mong cầu cho Phật Pháp được trường tồn. Những gì mà chúng ta làm là một sự góp nhặt, một sự cống hiến, một sự mang đến cho Phật Pháp được tốt đẹp. Dạ. Kính bạch Thượng Tọa, đây là đôi điều mà cô suy nghĩ như vậy về cái hạnh lành của ông Cấp Cô Độc đã để lại cho đời. Nếu có điều gì cần bổ túc, tôi kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú kính kính thưa tòa thượng quyền, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, muốn dành ít giờ còn lại của buổi học ngày hôm nay để trở lại một chút về cái bài kệ của Cấp Cô Độc và trước Thế Tôn. Thật ra bài kệ này mới đọc qua đó thì nghe không phải là khó dịch. Nhưng mà thật sự bài kệ này rất là khó dịch. Dịch để mà lột hết cái ý tưởng thì không phải là dễ dàng. Chúng tôi muốn bỏ ít thời giờ để đi lại với quý Phật tử nguyên văn của bài kệ này. Trước khi mà chúng ta đi vào nguyên văn bài kệ này đó, thì chúng ta nên trở lại với bốn cái điểm chính mà chúng tôi có đề cập đến quý vị khi nãy đó. Là ông Cấp Cô Độc đã sau khi thân hoại mạng chung sanh về cõi đâu xuất, và khi sanh về cõi đâu xuất thì điều đầu tiên khởi lên trong lòng ông đó là ông nghĩ đến Đức Phật, nghĩ đến những gì ông đã sống như là một vị cư sĩ hộ pháp ở tại chùa Kỳ Viên. Và ngay lập tức chúng tôi nói rằng cái thời gian ở cõi trời đâu xuất nó rất là khác biệt với cõi người của chúng ta. Dạ. Do đó ông đã trở về ngay lập tức đi gặp Đức Phật. Tại vì nếu ông ở trên đó mà ông chỉ nghỉ ngơi có một ngày thôi để ông trở lại thì lúc đó đó ở tại nhân gian mà bao nhiêu năm rồi, và lúc đó thì Đức Thế Tôn không còn nữa, thì ông ngay lập tức trở lại. Thế nên chúng ta nhớ rằng một cái người mà từ cõi người sanh lên cõi trời đó là được bao nhiêu cái thiên phúc thiên lạc. Nhưng cái thiên phúc thiên lạc trên đó, mặc dù rất là thù thắng, mặc dù rất là vi diệu, nhưng mà đã không có cản được cái tâm cảm của ông Cấp Cô Độc. Dạ. Thật ra chúng ta phải để ý là cái thời gian nào mà ông quan hệ nhất, cái nơi nào ông quan hệ nhất, ai là người ông quan hệ nhất, và cái pháp nào ông quan hệ nhất. Thì cái thời gian ông quan hệ nhất
chính là cái thời gian mà ông được hầu hạ Tam Bảo, và cái gọi là người mà ông quan hệ nhất đó là Đức Phật, đó là tăng chúng, đó là tôn giả Sariputta. Thì chúng tôi nói cái câu này hơi khó dịch lên như vậy thưa quý vị, tại vì khi mà chúng ta dịch cái câu đầu tiên á là idan hi tăng chê ta ba năng, đây chính là chỉ viên tịnh xá, cái chữ ý xí sang khá ni xê vi tăng, cái chữ đó hơi khó dịch. Ý xí có nghĩa là bậc ẩn sĩ và sang khá là một cái cộng đồng, nhưng mà chữ ý xí tăng, chữ ý xí ở đây chỉ là bậc ẩn sĩ, là những cái bậc gọi là mình nói bậc cao quý là bậc tịnh tu, và ý xí là bậc tịnh tu, là bậc ẩn sĩ, tức là những người lui vào cuộc sống nội tâm, đời sống tinh thần của họ đó là gọi là ý chí sanh khá, là đoàn thể của những bậc ẩn sĩ. Nive vita ở đây đó chỉ cho cái sự thường lui tới, dạ thường lui tới, hay là đó là chúng ta hiểu là cái nơi mà ông hoan hỷ không phải là cõi trời, nơi ông không phải là ông hoan hỷ không phải là chỗ thiên giới thiên lạc thiên phúc, mà nơi ông hoan hỷ là cái nơi mà những bậc ẩn sĩ thanh tịnh lui tới. Tại sao? Tại vì ở nơi đó là nơi có Đức Pháp Vương. Tại sao? Nơi đó chánh pháp được sinh động. Thành ra mà cũng chính vì các bậc ẩn sĩ hoan hỷ lui tới đó, thành ra đối với ông là kỳ viên tịnh xá đó là một nơi mà khiến ông hoan hỷ. Chúng ta nhớ nha, ông hoan hỷ không phải là vì cái ngã của ông, không phải là tại vì ông nghĩ rằng ông đã tạo cái đó ông hoan hỷ, mà tại vì ông hoan hỷ ông nghĩ rằng đó là nơi mà ngoài Đấng Pháp Vương cư trú ra đó, thì là nơi lui tới của cộng đồng của các bậc thanh tịnh. Dạ, cái chữ sanh khá đây là cộng đồng. Dạ, mặc dù vậy là tăng già, nhưng mà ý chí sanh khá ở đây tức là cái cộng đồng của những bậc tịnh tu, dạ thường lui tới. Và chúng ta nhớ cái câu này rất là đẹp, câu này, nguyên văn của câu này rất là đẹp, và câu này đó nói được một cách rất là sâu sắc về cái giá trị của ông, tức là cái pháp mà ông hoan hỷ là cái pháp thanh tịnh hóa chúng sanh. Dạ, cái pháp mà thanh tịnh hóa chúng sanh, thì ông nói ở đây là cái sự thanh tịnh hóa chúng sanh do cái pháp gì? Không phải là do dòng dõi, và cũng không phải là do tài sản. Dạ, về điều này chúng ta là người con Phật, chúng ta phải nhớ là ngày hôm nay đó thì chúng ta hay trọng những đại gia. Nghe nói người nào đại gia có ma mặt đó, thì ngay cả họ vào chùa đi nữa thì chúng ta cũng cũng có vẻ là săn đón, cũng có vẻ là xê, có vẻ là quan trọng. Và nhưng mà ở đây á, thì đối với ông trưởng giác Cấp Cô Độc, thật ra chúng ta nhớ một điều như vậy là ông trưởng giác Cấp Cô Độc và Nguyễn Sa Kha là những, đúng là những đại gia, là những người rất là giàu có địa vị trong xã hội, nhưng mà họ lại là những vị kính trọng chư vị tỳ kheo sa di. Có những vị sa di rất trẻ, có những vị tỳ kheo mới tu. Bởi vì sao? Bởi vì các vị kính trọng cái pháp. Và pháp mà các vị kính trọng là gì? Pháp mà kính trọng mà các vị kính trọng là cái pháp làm cho chúng sanh được thanh tịnh. À, đây là đặt một cái điểm mà chúng ta nên nhớ. Ông đã nói một cách rất là rõ ràng ở trong bài kệ này, là cái pháp mà khiến cho chúng sanh thanh tịnh nó không phải là do dòng dõi hay do cái sự nghiệp. Và ngày hôm nay thì thưa quý vị, chúng ta hay trọng con người là vì sao? Là vì người đó giàu hay là nghèo, vì đó đại gia hay là người nghèo. Người đại gia thì chúng ta kính trọng nhiều hơn, còn những người nghèo thì chúng ta gặp thì chúng ta cũng ơ hờ, chúng ta không có nghĩ tới nhiều. Và điều quan trọng hơn nữa đó là những vị này cũng không phải là do cái dòng dõi, là xuất thân, là ai, có học viện như thế nào, mà quan trọng vì nó có sống với chánh pháp hay không. Thành ra chúng ta thấy rằng ông Cấp Cô Độc, ông thực sự ông hoan hỷ với cái pháp, mà cái pháp đó thanh tịnh hóa chúng sanh. Và cái pháp thanh tịnh hóa chúng sanh là cái pháp đẹp nhất. Pháp thanh tịnh hóa chúng sanh đó là gì? Thì ở đây ông nói là những lời Đức Phật đã dạy. Chúng sanh mà cao quý hay thấp hèn là do hạnh nghiệp, do karma. Ở đây là tức là cái tốt xấu mình là do hành động, chứ không phải là do xuất thân của mình. Và karma là do hạnh nghiệp. Quý cha ở đây là do sự hiểu biết. Dạ, do sự hiểu biết, mà cái chữ quý cha ở đây nó khác với cái sự hiểu biết bình thường của kiến thức. Sự hiểu biết ở đây, chữ quý cha ở đây là sự minh triết trong đời sống. Minh triết tức là cái sự sáng suốt,
biết rõ những gì nên làm mà không nên làm, vui được biết cha. Ở đây chữ rất là đẹp thưa quý vị. Dhamma là pháp, chữ Dhamma ở đây không có nghĩa là Phật pháp tăng, chữ Dhamma ở đây là những nguyên tắc sống. Một cái người mà sống mà có cái chất liệu tốt đẹp đó, cái chất liệu tốt đẹp đó gọi là Dhamma. Cái nguyên tắc sống ví dụ như là sự sống đúng cái bổn phận làm con, đúng phận làm cha mẹ, sống theo chánh hạnh, chánh pháp vân vân. Chỉ sila ở đây là sila ở đây nghĩa là giới hạnh và đời sống có nguyên giới hạnh, tức là trong đời sống có phân biệt cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Jivitamuttamang, và Jivitamuttamang là cái chánh mạng tối thượng. Chánh mạng tối thượng ở đây là mình sống với cái sự nuôi mạng, mà sự nuôi mạng này không gây phương hại cho ai và không vì cái mục đích tà bại. Cái này thì nó hơi khó dịch một chút xíu. Có hiểu là tại vì con người rất là quan trọng ở chỗ là mình sống như thế nào. Thí dụ như là một người cư sĩ thì không sống bằng những nghề mà hại người, hại mình. Thí dụ như buôn bán người, buôn bán thú, buôn bán thuốc độc, buôn bán rượu, buôn bán khí giới v.v. Nhưng mà bộ vị tu sĩ đó, tu sĩ đúng nghĩa là chánh mạng là gì? Chánh mạng là sống thuần, là do cái sự hộ độ của đàn tính, mà sống không sống vì nghề nghiệp, ví dụ nghề bói toán hay là nghề cúng kiến hay là nghề coi phong thủy hay là nghề này nghề kia, mà đơn thuần là sống nhờ sự phát tâm của đàn tính để chánh mạng. Thì năm cái pháp mà năm điều mà ông Cấp Cô Độc nói tại đây là nói lên những cái pháp làm thanh tịnh đời sống trong một cái nhìn của một vị cư sĩ, trong cái nhìn rất là chung ở bên ngoài đó. Thì ông lại nói thêm câu sau đó là đối với một cái bậc mà một người có hiểu biết pháp, người biết đạo đó, một người thiện trí mà biết đạo, một người thiện trí biết đạo đó, thì thưa quý vị, là người đó khéo léo chiêm nghiệm chánh pháp, và do sự chiêm nghiệm này tự thanh tịnh hóa được bản thân của mình. Do đó chúng ta nên nhớ rằng cái nơi mà ông hoan hỷ chính là cái nơi mà Đức Phật và thánh chúng cư trú. Và cái người mà ông hoan hỷ tức là Đức Phật Chư Tăng và Ngài Xá Lợi Phất. Nhưng cái pháp mà ông hoan hỷ là gì? Pháp hoan hỷ chính là cái pháp làm thanh tịnh chúng sinh. Và bản thân của ông khi mà còn làm người thì lại là một phú gia. Thật ra ở trong kinh nói rằng ông là một cái người gọi là banker. Banker tức là một cái giống như chúng ta là một người làm tài chánh. Người làm tài chánh nghĩa là ông có rất là nhiều tiền bạc, và người ta thường đến gửi ký thác tiền bạc để ông giữ. Và ông giống như một cái người làm ngành ngân hàng bây giờ vậy đó. Ngân hàng bây giờ. Và ông giữ cái đó, ông có những cái đầu tư. Và cái đầu tư này đó thì ông mang lại lợi nhuận, và những người giao tiền kiện cho ông thì họ cũng được chia phần lời đó. Thành ra cái này là cái mà chúng ta gọi là một banker của thời xưa, tức là một người làm tài chánh của thời xưa đó. Ông rất là giàu có, giàu lắm thứ gì. Nhưng mà ông không phải là vì vậy mà ông đi chùa với cái tâm tự tự cao tự đắc, hay là luôn luôn xem mình là một đại thí chủ, là một đại cư sĩ, không, là một người rất là khiêm tốn. Và cái hình ảnh cung cấp cô độc vẫn ảnh hưởng bây giờ ở tại các quốc gia Phật giáo. Và nếu mà quý Phật tử mà về các quốc gia Phật giáo thì quý vị thấy rằng dù là ông vua hay là dù là ông tướng đến chùa cũng quỳ đảnh lễ chư tăng, chứ không phải như bên Việt Nam chúng ta mà một người có quá mặt đến chùa rồi phải ngồi ngang với chư tăng, ngồi ngang với các vị trưởng lão, rồi phải có cái lời chào đón đàng hoàng, phải có xưng tán này nọ đó. Thì không, ở tại các quốc gia Phật giáo đó, có hình ảnh rất là đẹp là ai đến chùa cũng ở trong cái cương vị một vị cư sĩ. Và cái hình ảnh đó nó khởi sự từ những con người vĩ đại trong quá khứ như là vua Bình Sa Vương, hay là vua Ba Tư Nặc, hay là ông Cấp Cô Độc và Quý Sa Kha. Họ rất là giàu, địa vị rất là cao, nhưng mà họ vẫn giữ cái sự cung kính đối với Tam Bảo, Đức Phật, Pháp Tăng.
Thì quý vị, đặc biệt trong số chư tăng đó, thì ông Cấp Cô Độc lại có một cái tâm quý kính, biết ơn một vị trưởng lão là ngài Sariputta. Ngài Sariputta là một vị đệ nhất trí tuệ trong chư tăng, ngài sống với hạnh khiêm vô cùng và sống với hạnh rất là thanh tịnh. Chúng ta không cần phải nói nhiều, bởi vì chúng ta nghe nhiều về tôn giả Lai Phật. Và ông đặc biệt biết ơn là trong những cái giây phút cuối cùng của đời sống đó, thì ngài Sa Lợi Phất đến, ngài đã giảng một bài pháp về cái sự quan sát vô ngã đối với sáu căn, sáu cảnh, sáu thức. Và điều này làm cho ông rất là khoan hỷ, và ông rất là khoan hỷ. Thì ông có thỉnh cầu được tôn giả Sa Lợi Phất giảng giải như này cho những người cư sĩ khác. Thì tôn giả có nói là thường là cái sự giảng giải này dành cho các vị xuất gia. Thưa quý vị, đọc vào cái những gì Bổn Cốc Cô Độc đã nói lên trước mặt Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn đã kể lại đó, thì bản thân của chúng ta thì chúng ta nên hỏi rằng, một cái người mà sống ở cõi nhân gian là có địa vị cao trọng rồi, nhưng mà sanh về cõi trời đâu xuất, ở nơi đó là có thiên phúc thiên lạc rất là thù thắng vi diệu, nhưng mà người này vẫn nghĩ đến đời trước của mình, vẫn nghĩ đến những bậc khả kính, vẫn nghĩ đến một cái nơi mà đáng hoan nghỉ, và đặc biệt nghĩ đến cái pháp khả kính. Thì điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên một cái sự thành tựu rất là cao cả của cái vị thánh gọi là Tu Đà Huân. Và vị thánh Tu Đà Huân có một lần Đức Phật ngài nói với ông Cốc Cô Độc, khi mà có mặt đứa con trai Ca Lá cung cấp cô độc đó, ngài nói rằng một cái người mà thành tựu cái thánh quả Tu Đà Huân đó, thì vị đó không có đổi, rồi đổi lấy cái địa vị của vị chuyển luân vương cũng không đổi đó. Tức là cái quả vị Tu Đà Huân đối với một cái người hiểu đạo đó, nó còn cao hơn là bởi vị chuyển luân vương. Tại vì làm chuyển luân vương thì cũng có thể đi xuống, cũng có thể thối chuyển ở trong cái cuộc sống luân hồi, nhưng mà làm vị thánh sơ quả thì không bao giờ có. Và ba cái đặc điểm của một cái vị thánh sơ quả đó, mà đó là thân cận với bậc chân nhân, thân cận với bậc hiền trí đó. Vị thánh sơ quả không bao giờ mà có xu hướng theo cái kẻ ác quấy hết. Vị thánh sơ quả luôn luôn thân cận với bậc chân nhân, rất cảm kích các bậc thiện trí, các bậc chân nhân trong đời sống. Điều thứ hai đó là bậc thánh sơ quả thường nghe diệu pháp, và thường nghe diệu pháp. Chánh pháp đối với các bậc thánh sơ quả đó không phải chỉ nghe để mà vui, chánh pháp đó là một cái thức ăn tinh thần, và càng hiểu chánh pháp thì vị này càng cảm kích. Nhưng Cấp Cô Độc ổng nghe pháp, ổng nghe pháp giống như là mình nói như là mình ăn một bữa cơm rất là ngon như thế, thì ổng nghe pháp ổng nghe từng lời từng chữ thấm thía, vậy gọi là nghe diệu pháp. Và điều thứ ba của bậc thánh sơ quả đó là những cái bậc mà hành trì thế hợp với chánh pháp, thường thường chúng ta gọi là tùy pháp và hành pháp, nhưng mà ở đây đúng nghĩa là hành pháp một cách miên mật, đúng nghĩa đúng với chánh pháp đã được Đức Phật giảng giải. Tức là khi mà các vị làm cái gì, làm thật đúng, thật là nghiêm túc, chứ không phải làm hời hợt cho có làm. Thì đó là ba cái pháp của vị sơ quả Tu Đà Huân, và ba điều này được thể hiện rất là rõ ràng ở trong đời sống của ông Cấp Cô Độc. Vì vậy thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc bài kệ này, thực ra thì bài kệ này chúng ta đã từng đọc qua rồi. Nếu quý vị nào nhớ là trong Trung Bộ Kinh, mà những bài kinh cuối cùng chúng ta học đó, có bài kinh gọi là Giáo Giới Cấp Cô Độc đó, thì ở trong bài kinh đó lại cũng có đề cập đến cái giai thoại này. Nhưng mà giai thoại này chỉ là một đoạn ngắn ghi lại lúc mà sau khi ông Cấp Cô Độc mất rồi ông trở về gặp Đức Phật thôi. Và khi mà Đức Phật ngài kể lại câu chuyện Cấp Cô Độc gặp ngài đó, thì ngài đã không nói tên Cấp Cô Độc. Nhưng mà qua cái lời nói Cấp Cô Độc đó, thì thị giả của Đức Phật, tức là Tôn giả Năng Đa đó, đã biết rằng ông ngài đã chấp lên là hỏi bạch Đức Thế Tôn, có phải vị thiên tử đó là Anathabindika không? Thì Đức Phật ngài cũng dạy một câu. Mà thật ra cái câu này trong cái bản dịch tiếng Việt thì chúng tôi cũng không có chúng tôi không bằng lòng lắm, nhưng mà có lẽ là trong tương lai chúng tôi sẽ dịch lại. Tại vì có bản tiếng Việt đó là lành thai,
Này Ananda, cho đến những gì có thể đạt được nhờ suy diễn, này Ananda, ông đã đạt được. Này Ananda, Anathabindika là vị thiên tử ấy. Thật ra cái câu này, cái cách nói không không phải là như vậy. Và cách nói mà Đức Phật ngài dạy rằng ở đây là ngài tán thán tu vị Ananda là một vị mà đã có thể hiểu biết những điều được nói rất là ngắn gọn. Và hiểu biết rất là đừng ngắn gọn, chỉ nghe đại lược như vậy mà biết vị đó là ông Anathabindika, ông có cô độc. Vì lý do tại sao? Vì cái cảm kích của ông đối với Phật Pháp Tăng, cảm kích của ông đối với chùa Kỳ Viên, cảm kích của ông đối với ngài Xá Lợi Phất, là chỉ có một cái người mà có những cái sự thành tựu hội đủ những điều kiện nhưng có cô độc thì mới có thể khoan hỷ với Kỳ Viên Tịnh Xá, như là được kể trong bài kinh này, khoan hỷ với Đức Phật và tăng chúng, khoan hỷ cái pháp là chúng sanh thanh tịnh, và khoan hỷ với ngài Xá Lợi Phất, như là được nói bài kinh này, tức là Tôn Giả Ananda đó, ngài là bậc đại trí, ngài không cần nghe Đức Phật ngài nói về tên trong cốc cô độc, mà chỉ nghe về cách nói là biết là cách nói chỉ không có cô độc chứ không có gì, không thể ai khác mà nói như vậy. Thì Đức Phật ngài tán thán Tôn Giả Ananda trong cái sự hiểu biết này. Thì cái câu chuyện này là một cái câu chuyện rất là thú vị. Đôi khi trong cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, chúng tôi lấy ví dụ là nhiều khi mình đi chơi ở đâu đó mà chỗ đó cảnh quá đẹp thì mình lại quên bẵng đi là cái công việc ở nhà, hay là có một người từ bên Việt Nam đi sang Mỹ định cư, nhiều khi mất 5-7 tháng có khi quên bẵng đi cái quá khứ của mình. Nhưng mà mình phải nghĩ vậy thì mình mới cảm thấy nó rất là đặc biệt, là một người từ cõi người sanh lên cõi trời, và vừa sanh lên không có một cái giây phút nào mà sanh lên mà lại quên đi cái quá khứ của mình. Sanh lên đó liền nghĩ đến chùa Kỳ Viên, liền nghĩ đến Đức Phật, và trở về lại nói lên lời xưng tán cảm kích. Thì chúng ta phải hiểu cái mấu chốt đó thì chúng ta mới thấy rằng cái tâm cung cấp cô độc quả là cái tâm mang một cái tâm tình trọn vẹn đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Và khi mà ông tán thán chư Tăng thì ông nói rằng điểm rất là đẹp của chư Tăng là chư Tăng không phải là vì chư Tăng không phải là vì cái dòng dõi thọ sanh, vì cái sự nghiệp, vì tài sản mà cao quý hay thấp hèn, mà chư Tăng đã sống nhờ những cái pháp. Những pháp đó tức là như là giới, là định, là tuệ, những cái pháp đó là những pháp làm cho chúng sanh thanh tịnh. Và cái cách mà ông tán thán chư Tăng rất là đẹp. Mà qua tán thán Phật, tán thán Pháp đó, thì ông là tán thán Phật, tán thán chư Tăng, thì ông lại tán thán giáo pháp. Một cái cảm nhận về Tam Bảo rất là đặc biệt, thưa quý vị. Và đó là cái pháp ông hoan hỷ. Nếu trong đời này có cái pháp nào mà đáng hoan hỷ, có cái pháp nào đáng cho chúng ta thì chúng ta thanh tịnh. Bởi vì có nhiều khi chúng tôi nghe một vài người nói một vài chuyện mà mình cảm thấy rất là tội nghiệp. Thí dụ như các vị sùng bái một cái vị thầy nào đó, hay là tu theo một cái tông phái nào đó, một pháp môn nào đó, bởi vì các vị thấy rằng nhờ như vậy mà mình được giàu có, nhờ như vậy mình được may mắn, nhờ được này kia. Nhưng mà thật ra cái pháp mà đáng cho chúng ta hoan hỷ nhất trong cuộc đời này là cái pháp làm cho chúng ta được thanh tịnh. Bởi vì nhớ là đây là cái sự cảm nhận của một vị thánh đệ tử Phật, vì rất gần với Tam Bảo, vì hộ trì Tam Bảo, cảm nhận rằng cái pháp vĩ đại nhất là pháp làm cho chúng sanh được thanh tịnh. Và hình ảnh đó là một hình ảnh rất là đẹp để chúng ta nói tại đây. Và trong cái câu sau cùng đó, cái câu sau cùng thật ra là một câu nói, nó lấy từ một cái thành ngữ ở trong Phạn Ngữ. Thành ngữ Phạn Ngữ vì này gia giảm một chút, tức là yopi parangato bhikkhu etava paramosiya. Ở đây chữ bhikkhu là ông thêm vào, nhưng mà cái câu thành ngữ đó có nghĩa là
cao lắm, giỏi lắm, thì chỉ cỡ đó là cùng. Cái câu đó, cái câu chúng ta đọc ở trong Phạn Văn ấy, thì có câu đó nghĩa là nếu mà cao lắm thì cũng cỡ đó là cùng, và không thể hơn được. Và cao ở đây thì ông nói rằng nếu một cái bậc tu hành mà đạt đến một chỗ, một vị tỳ kheo mà đạt đến một chỗ cao tột thì chỉ có thể ngang bằng với tôn giả Xá Lợi Phất. Nói cách khác, tôn giả Xá Lợi Phất là đạt đến cái chỗ gọi là tuyệt vời, đạt đến cái chỗ tứ thượng rồi. Và cái, đó là một cái một câu nói. Thành ra cái lời cũng có một đọc thì đẹp lắm, nhưng mà khó dịch thưa quý vị. Chúng tôi cũng không có vừa lòng với bản dịch của mình, bản hiệu đính tức là dịch thì dịch như vậy thôi, chứ thật ra cũng không có vừa lòng lắm. Quý vị thấy cái câu mà ông nói rằng ý sĩ săn khá ni về ni xê vi tắc ni xê vi tăng, tức là đó là cái cộng đồng của các cái bậc tịnh tu lui tới, và hay là cộng đồng của các bậc ẩn sĩ lui tới. Thứ cụ thì đó là một cái câu nói rất là đẹp, và để nói về tăng chúng, nhưng mà thật ra ở đây chúng ta dịch không chúng ta dịch không hết. Và chúng tôi cũng thưa quý vị như vậy là những cái bài kinh như vậy đó là chúng ta phải có thì giờ, và phải có thì giờ, phải sửa đi sửa lại dịch để lột hết ý nghĩa. Bài kệ của ông Cốc Cô Độc nói lên rất là đẹp, và Đức Phật đã lặp lại, và trong lời lặp lại ngài cũng sau đó ngài cũng lời tán thán cho ông Già Đăng Đa. Nhưng mà trọn thì chúng tôi phải thưa quý vị rằng dù là bản dịch hay là bản hiệu đính đi nữa thì cũng không lột hết được cái đẹp của lời văn, và cái đẹp của cái tinh sát của ý. Thật ra quý Phật tử đọc thì cũng nên cẩn thận, dù sao đi nữa thì chúng ta cũng xài tạm. Dạ, chúng ta xài tạm, hy vọng rằng có một lúc nào đó thì có một vị nào đó văn hay chữ tốt dịch lời cái bài kinh này đẹp hơn, để có thể lột tả được, và lột tả được cái văn cũng như cái ý rất là tinh tế mà ông Cốc Cô Độc đã trình bày trước mặt Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn đã nhắc lại, và Tôn giả Ananda đã nêu đính danh rằng những người nói điều đó có phải là ông Cốc Cô Độc không. Đức Phật kể nói chính là ông ấy, không ai khác hơn. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính tri chư Tôn Đức đã vào room để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có giáo trình thắng pháp, và vị giảng sư là Thượng Tọa Tuệ Sư. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú, sa thú lành thai. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi đúc kết cho bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Sĩ Hoa Nguyệt. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, quân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh gửi nhận mẹ.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddhaya. Kính cảm ơn quý sĩ đã yểm trợ.